Xin chào anh em nhé. Vâng, chào cả nhà nhé. Đây bên đứng bên cạnh đây là một anh em dân chơi nhìn giống cũng rất là chất chát. Vâng. Em đấy chào mọi người, anh em vâng, tên gì em nhỉ? Chào mọi người, em tên Nguyễn Đức Quyền, nhà ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. À, Vĩnh Phúc à? Vâng. Anh em chắc là Quyền ở đây chứ? Đâu, em thì ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc mà. Đi sáng đi. Vâng, sáng ở đây anh. Nhà thì đâm ra là nó thừa xe. Đâm ra là lại muốn để cho bác Kiên cái này. Rồi, đúng rồi. Từ năm 2007, 15 năm nay em mới xuống gặp bác Kiên đấy. À. Lúc đấy em chưa đưa cháu nào, em 4 cháu rồi. 4 cháu. Con gái em nó cao bằng con gái anh. Rồi, ok. Cảm ơn nhé. Đây là Quyền đang bán cho một chiếc xe SH nhỉ? Vâng, vâng. Đứng bên cạnh đây một chiếc xe Dream chạy 7.000 cây thì lại đang bán nhá. Mình cũng đang đàm phán. Vì là có em này hôm nay cũng là đi mua một chiếc nữa, nhưng mà cái đó là ngay mình ra hẳn thôi. Bốn anh em đang viết giấy bán ở trong nhà. Đấy. Quyền có xe này chính chủ tên Quyền đúng không? Chính chủ tên em mua lại của một thằng bạn đổi xe. Đổi xe. Trước là em có SH đời 2015. Xong chưa anh em, các anh em xong chưa? Bạn em đang mua rồi. À, bạn mua rồi. Con SH đời 2015 là đổi các thêm 30 triệu để lấy lại xe thằng bạn. Chính chủ biết ở đâu ở đấy đúng không? Chính chủ vâng. Em chính chủ đây anh, hai chìa khóa, hai gương. Chứng minh thư đầy đủ hết này. Cảm ơn 278 người anh em nhá. Anh em vào phía hai chìa khóa đầy đủ hết này. Này cũng ác nhá. Có bản thừa xe ở nhà này, em đi đâu toàn đi ô tô với ở đi con phơi cơ lớn, em còn đi ra 300 này. Cái con này đâm ra không đi đến. Cứng cá này đi con 150 đi con 125 thì nó ì quá. Vâng. Dân đi rất là men tới. Rất là men. Các Quyền bán con này bao nhiêu? Em đang muốn bán là 75 triệu. 75 mà em còn có cho nó sản xuất năm 2018. Xe không biết xuất. Bán nó đấy. Lốp trước cũng nguyên anh. Cả giá nó 75 cao đấy. Cả cây rắn đi non. Chỉnh mic lại đi. Trên kia. Hơi âm bé quá. Âm bé. Được chưa mọi người, nghe được chưa? Đây con của em 25 này. Nghe đổi cho thằng bạn. Cách em 30 triệu xe này năm ngoái. Nhưng mà có đi đâu, lúc em mua 2 vạn mẹ đi được hơn 800 cây. Hay của chú em đi chơi em toàn đi con đi ra 300. Đó nguyên nhá, để cho mọi người nghe rõ chưa? Vẫn nói là vẫn bé quá. Không, to rồi, to ác rồi chứ. Đấy, mù rồi. Không bé như nào đâu. Tất cả điện thoại nhé. Tiếng nhỏ nghe không được đâu chứ kiếm. Bấm lại đấy. Không nhỏ đâu. Không, anh đổi xong mic này. Like cho khách nghe cho nó chuẩn. Ok, vẫn chốt con này, cứ là cứ hình tượng này mình lấy. Vâng. Nhưng mà không được đóng giá cao, 75. Vẫn phải là dưới 70, 6 mấy. Ồ, thế thì không đời. Trên em thợ nó giảm 70. Giảm 70 không được. Vâng, trên em thợ giảm 70 mà. 70 không đáng. Đấy, anh em đi đâu ai xuống nói sai gì. Vâng. Có để anh em 68 cái. Không, em nói sai gì. Vâng, trên em dạo thật đấy. Đây chẳng qua hôm nay xuống này gặp anh là một này. Mới xuống là lỗi rồi không xuống Hà Nội, không đi ô tô. Đi ô tô sợ công an nó bốc. Mà lại xuống gặp thằng bạn em nó ở. Mà lại mà vừa muốn xuống gặp thằng bạn nó ngay ở chỗ. Nó ở ngay chỗ đường ngã tư sở anh. Muốn đi xe máy vừa xuống bắc. Giao lưu không giao lưu thì thôi. Đó là tình cảm. Không anh. Ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Ngồi lấy 68. Không được anh. 70 sợ căng. Em mới sang được. Anh em giao lưu. 70 em không bán ạ. 70 nhưng mà trên đấy bây giờ mình đang ở đấy Vĩnh Phúc giá đấy nhưng mà mình đang ở Hà Nội. À vâng, em biết. Em xuống đây mục đích là vừa gặp anh giao lưu rồi giao lưu mới mua được thì để cho anh, không thì em giao cho bạn em cái thứ sợ. Mục đích là thế mà em đi xe máy, em có đi xe máy không nào? Dân chơi, ông Minh dân xăm trổ xuống công an, vén áo ở đây, hỏi thế đấy.
Không đi đường đi ô tô thì đi xe máy vớ mà lắm. Dân chơi. Lâu lắm rồi không đi xe máy đau hết lưng. Đau lưng à? Đi xe đúng không? Vâng. Cả nhà. Tôi nói vui quyền để cho tôi xe không con này anh em tình thương mến thương để cho nhau thôi để nhau 70 đấy mua bán không, không sự tình cảm đấy nha, giả 69 thì thôi. Thôi nhanh thủ tục anh em đây, trên live nhanh để giải quyết một khách. Vâng. Thôi không được anh ạ. Ok, chào Ngô Xuân Liêm nhá. Cảm ơn Phạm Duy. Phạm Thịnh, cảm ơn Phạm Duy. Trung Kiên ok. Không, anh đổi cái mic này. Không được mà. Được rồi, mọi người nghe rõ mà. Loại kiện trẻ thật. Lúc 207 xuống đêm, lúc em vợ đang mang bầu, bây giờ em 4 đứa con, hai đứa con gái, hai gái trai mày. Con gái em đã số 6 rồi, hai đứa con gái. Các bạn anh vẫn trẻ. Trẻ hay không là thứ nhất là đầu tiên anh em phải chế độ ăn uống này, rượu bia này, thuốc lá. Ví dụ cái gì anh em cái môi trường là nó không tốt là mình bỏ. Thế rồi. Thôi. Câu chuyện này nói thật ra anh em đàn ông cũng là chia sẻ tại sao mình có sức khỏe mình trẻ. Covid mình không bị. Thì mình đều có cái thế đó của nó. Phải giữ. Bây giờ Covid có bị đâu, toàn bộ công ty bị hết. Mình mẹ cứ tỏi mình dã ra xong mình hít uống. Đấy đúng không? Đó, mà, đúng không? Đầu mình hít vào. Xong là về ăn tỏi sống ấy. Người là hít tỏi là nó vào máu, mình chặn mấy thứ đó. Ối xúc miệng nước muối. Ngày 4 5 lần nên là ông Covid có lâu hay gì. Đấy em này, chưa chi đồng bạn nó đang điện là 11 giờ hẹn phải có tư sở là chiến đấu rồi. Đúng rồi. Hôm nay năm nay từ lúc dịch, bây giờ mới xuống Hà Nội. Một lần thì toàn đi ô tô xuống cho ông bạn để xuống uống rượu luôn bây giờ đi. Hôm nay tiện đi xe máy xuống để chơi với cả chưa biết đường lâu xuống thì nó lạ lắm. Thôi quyền anh em giải quyết đi bởi vì là thế tại anh em nói anh em nói sao nhá. Em chốt 72. Không mua được. Vâng, thế thôi. 72 là biển Hà Nội rồi, không được. Thôi. Đấy em trên live mua 70 triệu cho quyền anh em nói thật ra anh em rất là quý mến. Không phải 70 triệu em không bán này. Thật sự là em không thiếu xe. Đúng rồi. Mà cũng không cần tiền. Đúng rồi, nó là giao lưu. Không phải không cần tiền quá. Mục đích là không cần tiền lưu. Ok, cảm ơn 672 người đang xem nhá. Tại anh em ok, đây Liêm này. Không phải nhà anh bảo là nhà nghỉ cái nhà quán cà phê mày. Đâm là đi chợ để vợ toàn đi con xe lít. Là con phân khối lớn em bán mà lỗ quá em không bán. Mà để con này thì em ít đi. Đấy tôi cũng đổi cho thằng bạn bây giờ gần 1 năm mà bây giờ mới đi được có hơn 800 cảnh. Sợ cao đấy, không mua đâu. Vâng vâng. Thế thôi được anh ạ, không sao đâu. Thế thôi bán cho nhau 70 đi, giải quyết không, nhanh. Không, 70 không bán. Thôi 71 triệu nhá, không được anh em đi về. Thôi ok. Vui vẻ bán nhau 71 triệu nhá. Chốt 71 triệu. Đó là tình cảm thôi. Tình cảm. Không chốt 71. Thôi em vâng. Không về con này 72 không bán được. Okay. Danh dự anh em okay. không bán được. Chắc chắn rồi, không, à. Thôi bán cho tôi 77, anh em bán 71 anh, vì anh em nể xuống anh đây nhá. Ơi. Xe này chỉ có 6768 anh Kiên, em xem con live em tưởng là con ZX còn đây, em cầm xuống em mua ZX. Cái mục đích của phải là để mà bán mấy đâu. Đúng rồi, không cọc thì không có đâu. Em của em về là khách ở nhà nghỉ nó đến đông quá nên em quay về em xem live thì gọi điện cho bên anh thì chốt mà được. Còn em bảo 16 rồi. Em muốn là mua đấy về để ví dụ giờ đi lại uống rượu ý kể là đi ví dụ khách cứu nghịch ngợm thế đi nghịch dần chơi. Nhưng mà mua mất rồi anh em nhanh. À đây hai em đây đây hai đại ca này lấy mua bán xe Dream nhá. Hôm qua tình thương mến thương bảo mua cùng bảo đây mình bảo mình mua là 57 triệu anh em cũng mua 57 triệu luôn thế cùng về đi được cái gì rồi giả khách 55 triệu thôi. Không chuyên nghiệp nhưng mà vẫn đi buôn xe nhá. Mình qua nhắn tin. Cũng lên tận Vĩnh Phúc, con này biển Vĩnh Phúc này. Vĩnh Phúc ấy. À tập 81 tập con này là Yên Lạc. Yên Lạc đúng Yên Lạc em một Yên Lạc. Thôi Quyền ơi, con này anh em giải quyết con này thì anh em mua bán cho nhanh thật sự anh em. Anh biết tính nhà mày. Em để ý làm gì anh em ra bán gì? Là anh em bán mua luôn. Em không phải là một triệu. Nhưng mà em bảo 2 là phải 2 ok anh. Không chứ. Em quan trọng đâu. Không quan trọng thì mẹ đến anh em mình vừa nãy giờ nói để cho giao lưu cuối cùng là phải giao dịch. Nếu không giao dịch thì không có một cái lý do gì. Không có cái đảng phái nào mà nói chuyện với ai được. Không có cái tình cảm nào để giải quyết. Không có tôn giáo nào mà không có giao dịch. Cuối cùng phải giao dịch với nhau thì anh em mới giao dịch được đúng không? Ở anh yêu tôi quá, tôi yêu anh quá mà không có mẹ cái hòa hợp thế thì nói chuyện gì. Đúng mục đích là đúng rồi, không muốn bán. Nhưng mà lại không ai đi. Đúng rồi. Vợ em nó lại chỉ được 1m56 ấy. Nó đi con lít. Em lại con phân đôi lớn mà em bán thì lại rẻ quá, em mua ở 90 cơ mà. Lúc mua Ninja 300 ở 90 cơ, mua mới đẹp luôn này.
Thế là con 25 của em cũng chính chủ, thế là em mới đổi cho ông bạn xe này được căng nó 30 triệu. Quyền nó lên bắt gần nghìn người, chết tôi không? Thôi. Em ở nhà nghỉ 149 đường Trần Phú, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc nhá. Chủ nhà nghỉ đúng không? Nhà nghỉ tên em nhà nghỉ với bán cà phê. Nhà nghỉ tên gì ấy? Nhà nghỉ 149. 149 ở đường Trần Phú, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, với ở một quán cà phê trà chanh ở số 3 đường Đào Cử. Quyền. Đây là xuống ở Quý Bắc Kiên. Số điện thoại của Quyền là số bao nhiêu nhỉ? Anh em về Vĩnh Phúc. Em 0974127128. 0974127128 nhá, anh em mà đi du lịch hoặc đi qua khu vực nhà nghỉ. Đi Tam Đảo kiểu gì qua nhà nghỉ không? Đi Tam Đảo nhá. Thì như anh đi thì chắc anh em cũng có. Ok anh. Ok. Giá cả vào cà phê. Cà phê trà chanh nhá, hôm nay có một quán. Thoải mái luôn đúng không? Vâng. Anh em đây khu vực đi Tam Đảo thì có thể liên hệ theo số điện thoại nhá, anh em lưu vào số nhá. Ở đây cũng mới gặp xe máy ngoài kia rồi, anh em chắc chắn là sẽ giảm giá. Ok. Anh cảm ơn nha, chắc là anh nghĩ là giá này cũng căng đấy. Ok. Không, anh em. Em mục đích xuống đây rồi. Nếu anh em có duyên là vẫn để trước em mua bao một con diêm thái. Bây giờ lại thích để lại bao một con mà nó không để được, anh em ok. Thì em mới giao cho bạn uống bia mày. Bia với rượu giao dịch con này. Giải quyết. Không, 72 mà. 71. 72 em bán. 71,5 được chưa? Em bảo 75 rồi, em bảo 72 mới chốt. Không. 71,5 không bán thôi. Em không được. Như kiểu anh em nó vẫn đang tiếc xe, chắc là không mua được anh em nhá. Ok. Ôi Quyền này, ok anh cảm ơn Quyền nhá. Vì là nó vì em nếu mà là 29 thì được, nhưng con này về Hà Nội rất là nặng đô. Không được. Ok anh. Đâu anh con xe này đây. Đấy nhiều lúc nó vất vả đấy, không để đơn giản đây ông anh em cài mic trong anh ấy. Ông anh chào mọi người, anh tên gì nhỉ? Vâng, mình tên Giới ở Mê Linh. Mình anh Mê Linh đúng không? Anh vừa bán thì xe này cho anh Kiên. Rồi, con xe này DRM đúng không? DRM Việt Nam. Xe này mới đi được có hơn 7.000. 7.900 cây, quay vòng cho con. Con ai thích con xe này không? Xe dành cho anh em dân chơi đây. Con này mua chưa? Đấy, xe Jim này thì con Jim Việt nhá. Jim Việt thì dòng này cũng là thuộc về hàng hiếm lắm rồi. Hai con xe trước mình bán hết rồi nhá. Bán một chiếc về Phúc Thọ, một chiếc thì đã về vào trong Bình Dương mà anh em đại gia Bình Dương mua. Con này mới nhá. Con này thì không phải chê đi đâu rồi. Quán ở đâu tôi? Đứng rồi. 7.900. Hôm qua là anh em tình thương mến thương gọi điện và đi mua. Khách đang đòi là 60 mấy triệu, bảo thôi anh cứ mua 55 triệu đi, em mua cho anh 57 triệu. Nhưng hóa ra hôm nay là hai đại ca này mua luôn 57. Thế cùng mình cũng định là cho về, nhưng cái là thôi nghĩ là tôi anh em là tình cảm. Thì thôi mình anh bán cho em con này bao tiền nhỉ? Đấy, 59 triệu. Bảo hai anh, có anh làm cổ thế thì mới giao ra được, không có không anh về anh đi. Cũng là một trong nhìn được anh, hai anh cũng là dân chơi, rất là chững chạc. Và nói chung nhà cũng toàn cũng là có điều kiện, nhưng mà vì nó là đam mê. Anh mà về thì bảo anh đi chơi, và con này chỉ có để phòng khách thôi, đừng để đi. Ông quay vòng đây cho con. Con xe này đã thay được cái yên thái nhá, yên sắt này. Con này con yên thái này. Em anh đang dẻo cái gì mà. Đây con này con đây bô này, bô 2543 bô mới nhá. Xe này xe để phòng khách chứ đừng đi nhá. Xe này để sưu tầm thôi, anh em đừng đi nó mòn hết xe. Đi nó phí xe. Đôi lốp còn nguyên nhá, đôi lốp vào xe này 2012, tuần thứ 09 năm 2012 này, đôi lốp còn zin, cả đôi. Đấy. Con này thì đi ở quê nó hơi quê thì gọi là nó cái lốp của nó không được ấy lắm. Đây tuần thứ 08 năm 2012. Đầu bò mới nhá, xe này đẹp nhá. Xe này nếu mà để hình thức thì cũng được, trông anh em được. Có ai thích con xe này? Bài thế em mua rồi, anh em thủ tục tiền nong các thứ xong rồi đúng không? Đã xong rồi. Xong rồi. Mua 57 rồi, mình bảo thôi mình giả 55, nhưng mà thôi anh lỗ, nhưng mà nghe có vẻ các anh cũng không quan trọng lắm, các bác thì cũng. Nhưng mà vì đam mê, vì thật sự anh em hàng xe này cũng đang rất là hiếm giờ không còn. Xe mới đi 7.900 cây nhá. Đấy, có ai quan tâm thì liên hệ trước này nhá. Ok, em cảm ơn anh đã để cho em chiếc xe Dream. Dream Việt nhá. Ok, cảm ơn anh nhá. Rồi. Hôm qua là hai anh em cùng đi đã. Ừ, hai anh em. Đấy, nhưng mà đợi. Đi đoạn nào vậy?
anh ngã tư đánh rẽ ra trái ra cầu Giấy thẳng Hướng Láng. Bây giờ ra chỗ này em rẽ trái. Rồi. Ra cầu Giấy. Ok nha. Đấy anh em có xe đi. Nói vui lên giao lưu. Phát ngày bốc này. À, đây đây đúng không? Có tí mà bi chấm bi chấm bi. Không có thể chờ đợi cả, tức là bên này nó sẽ chạy để xuống đua hết xe là thành. Nói xem con rồi ok. Thật hơn vốn. Ok đây. Anh chờ một tí em đang nói xem con này em ạ. Đây. Ok đăng ký. Được 5 ơn 5 ơn. Bao tiền đây? Con này anh ra bao nhiêu? Em nó 21 triệu. 229Z. Đến từ Mê Linh. Bao nhiêu? Mê Linh Hà Nội. Anh em 21. Anh ra bao nhiêu? 21. 21 cũng được. Ui giời, đến này anh em cứ thổi giá vống. Con này quay trong 10 không giá trị. Xe này anh em xác định nó không có 21 đâu. 2021 chạy 4.000 cây. Con này cứ giải quyết anh em khoảng 17-5. Thôi thôi đúng không? Thôi cho nó. Đợi thì taxi. Thôi nói 18 triệu. Chắc không gặp nhau được rồi. Chắc thôi mua con Zin thôi. Còn mấy con này sản xuất bây giờ hãng vẫn tăng giá rất nhiều. Cảm ơn anh nhá. Ok. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn hai anh nhá. Đấy, ông này cũng bảo là không mua 57 triệu không bán vẫn đi về để đi. Phải làm đôi đúng không? Rồi ok 59 được không anh? Quân xe quay 110 đi 8.000 cây. 8.000 cây. 8.000 á. Đăng ký tên vợ. Anh cứ mang đây em mua cho. Đi ra quyền nhá. Em ra dắt xe ra quyền. Ok. Đấy về đây xuống đây chỉ gặp anh Kiên xuống làm mấy ly bia về. Cuộc đời nó phải chơi bời nó phải thế. Bắt chào đâu. Rồi anh về nhá. Ok. Có con nào hàng độc lạ đấy anh em lại gặp nhau nhé. Giao lưu cho phấn khởi. Anh em ai nhà nghỉ Tam Đảo thì liên hệ nó xuống thoại vừa rồi nhá. Đấy. Giả mắt mà cà phê. 718. Không. 200 thì giả đủ. Này cao rồi nhá, nói mua tác phong nhá. Đừng bao giờ lan tăn. Đây mua nhá, hầu như hết thuốc luôn. Hết thuốc. Biết giấy đấy mẹ vẫn cứ bày bán nhiều lúc thật. Ra tí làm chuyến taxi đi về mấy trăm bạc. Tiếc chứ chú bán không? Ôi giời ơi, tiếc làm cái gì? Không tiếc. Không đi đến thì để cho người sau chứ mình cứ tham làm cái gì? Mua này 71.500 nhá, anh em ai thích không? Đấy nhanh tình thương mến thương, xe của anh em chính chủ luôn đấy. Cộng 2 triệu rưỡi thôi. Được chưa? Anh em lấy tình thương mến thương. Em nó đến từ Vĩnh Phúc nhá, biển 88. 88K133397. Mẹ ô con này biển ác phết nhỉ. Đấy không biết không để ý cái biển. Biển ác phết nhỉ. Đúng là dân chơi. Sao đi? Chưa tính ở vẫn được mang túi ở đựng đồ này. Rồi. Xác định bán rồi, mình xác định chia tay rồi, mình phải chốt. Không phải, không đi đến. Không đi đến đúng không? Đúng anh đến giống làm em thì hỏi em này biết. Là sự mình không cần đến tiền. Đúng. Thế đôi khi nó là cần giao lưu, anh em nó cuộc sống đôi khi có phải là tiền nó ăn nó hết rồi. Mà phải thế mới tiêu hết tiền. Vợ con ở Mê Linh thì đi ô tô. Ừ. Thế là con phân khối lớn và em phải bán phân khối lớn và kia con phân khối lớn bây giờ mi 5.000 cây. Bán được rồi. Cảm ơn 898 người đang xem nhá. SHI 150 nhập màu cà phê giá bao nhiêu? À, ý con xe đấy hiện tại đây anh có anh gửi ảnh nhá, hiện tại đang có con anh em đang đòi đang báo là 65 triệu đấy con này nhá, còn con này ok rồi anh em rồi anh em vào viết giấy đi. Huệ ơi con bảo vào cô trả cho anh 71.500. Thế có ai thích con xe Zin này không nhá, anh em vào like trực tiếp luôn bán luôn nhá, mua là 59 triệu rồi. Anh em bán tình thương mến thương xe này đấy, chính chủ đấy. Hôm qua là nó thật ra chủ xe nó sáu mấy. Bố cháu lúc đi chú chưa em à? Chú 4 em à? Em lớn cho chú 2.8. 2.8 cho cô 6 à? Con này 59 rồi. Con này cộng 5 triệu nhá. Anh em tình thương mến thương. Chú là 59 được cộng 5 triệu, con này 64 triệu nhá. Xe 7.900 cây, anh em không đừng đi nhá. Mua về để, không đi. Có thể like một cái yên của Thái này, lai nhưng mà lai yên Thái, bô Thái. Anh em chủ xe thích Thái, ngồi nó êm. Riêng cái giống gì đồ Thái ngồi nó êm lắm, sướng. Đấy. Ok con xe này. Xe này bà đã báo rồi nhá. Con này ấy à, em bán con này à. Cảm ơn 897 người đang xem nhá. Chào Quang Nguyễn nhá.
chào giám đốc rút thiếp. Ok anh em bán con uây uây này như chuyện đi lại. Chuẩn bị hết rồi anh em, chuẩn bị hết rồi. Ok chào anh chắc biết em đúng không? Dạ. Rồi chào em nhá. Đấy, anh em đi ô tô à? Anh em cũng biết tính cỏ mình cũng nhiều người biết biết đấy nhỉ. Hình ra ra bao nhiêu này à? 15 á, 15. Con này 50 đúng không? 2020. Từ từ á. Không, giá cao không mua đâu. Con này của nó đời đời nào đây? Đấy anh em cài mức anh em. Nhưng mà đăng ký 2015. Ờ đây. Xe sản xuất 2014 như đăng ký 2015. Hôm nay là mình sẽ live ở đây nhá, mình live ở đây với một số xe bên này, xong mình sang bên nhà 64 Chùa Hà mình live một số uây nhá, để cho anh em quan tâm một số uây, xe uây. Đấy. Con này máy chạm rồi, xe bình thường. Nó bị dỉ dầu, em thay cái gioăng. Thay cái gioăng mặt ngoài. Em ngoảnh ngoảnh cho em chào mọi người cái. Hơn gần 1000 người đang xem, em tên gì nhỉ? Em tên Giang. Giang à? Ừ. Giang giờ Giang bán bao nhiêu đây Giang? 11 năm anh. 11 năm không được. Dưới 10 thôi. Không, dưới 10 em. Xe này lầu dầu rồi. Không quay vào cái con xe lầu dầu lắm. Máy êm. Nó nhưng... bị chảy dầu, có thay cái mặt gioăng đầu bò. Ừ, biết rồi nhưng mà lầu dầu. Con này con trước đây nó một thời nó mẹ lai thồ, nó ác phết. Thôi nó rẻ rẻ. Thôi để cho Giang để cho anh 9 triệu. Không, 9 triệu nhưng không bán được. À 9 triệu nhưng không bán được. 9 đồng. Thôi chốt nha anh em đang like trên. Chào tưởng thế nào nhá. Khánh Đỗ, thích nhất anh Đỗ Thít, không bỏ qua cuộc này nào. Ok, cảm ơn Khánh Đỗ nhá. Ok, đây chào. Bạn Khánh Đỗ ơi, nhập khẩu cà phê đấy. Hôm nay có con mình đang trả 60 triệu không bán. Máy nguyên nhá, SH màu cà phê đời 2008. Chủ xe đang báo là 65 triệu nữa anh em. Ai thích thì inbox cho mình nha. Mình chỉ đi mua nhưng mình trả 60 nghe có vẻ không trôi. Ai à, anh Long à? Long Cao. Cầm đồ Long Cao. Muốn những cầm đồ lớn nhất trước ở khu vực đường Láng. Ơi, bọn em phải mua zin bao nhiêu tiền là để làm? Con zin là 59 triệu. 59 triệu. Thôi anh em chốt con này bao nhiêu? Anh em lấy 18. 18 không được. Xong. Không. Không thì thôi em thì về. Tiền là nhanh anh em. Thôi 9 rưỡi được chưa? Không, 9 rưỡi. Ý là 10 triệu nhưng mà không, 10 triệu. Ý là 10 triệu nhưng mà chắc không trôi. 10 triệu sợ căng. Không, 10 triệu không bán. 10 triệu không bán. Bán thì xe này. Xe anh nhìn tôi... nó chỉ có thế đó. Xe này cái tầm giá nó chỉ thế đó. Chứ làm gì mà được ngon hơn. 10 đồng. Như tóm lại là cái giá 95. Không, 95 em không bán này. 95. Anh em cảm ơn 845 người đang xem nhá. Anh hỏi anh bán à? Ơi bán thì anh dắt tiền đây. Anh em ơi. Vào khớp 10 triệu khổ. 10 triệu không bán được. Chứ anh em nói ấy luôn là 10.5. Anh em đứa dài biết dòng. Rồi, biết là anh em 10 xe triệu. Xe bây giờ tầm giá đây nó cũng chỉ có thế thôi. Ừ. Được anh em nó nhiệt tình lắm. Không phải nhiệt tình anh, bán cho nó xong chỉ còn bán cho xong thôi, bán được 10 triệu, biết là vào 10 triệu vào khớp mà. Khớp thì em không bán, cái anh ở ra đây đi ra đây là đường. Hai vợ chồng đúng không? Vâng. Ừ ok. Hôm mấy bán con. Nó bán Vision đỏ đúng không? Ba năm Hoài Đức về lấy đấy. À con 7850. Bán rẻ bây giờ 4 mấy. Cái lúc nó thấp thì mình mua thấp. Không phải tầm kệ nó, mình kệ nó, mình dân chơi, mình bán rẻ, mình đắt rẻ. Chơi. Mình bán cho người này rẻ thì mình mua của người khác lại được rẻ. Đấy, cuộc sống nó đôi khi nó là giao lưu. Đấy. Tôi nói vui để cho 10 triệu, hai vợ chồng để cho 10 triệu. Ấy 10 nghìn năm hôm đấy bên anh giảm 11, ấy cho nó nhanh. Ấy anh em cho nhanh xe nó. Thôi cưa đôi ra 12 đi, anh em còn like tiếp tục like đi, anh em mình cơ chế nhanh. 10 triệu 200, chốt con này. Thôi được rồi nhá, là 10 triệu 200 nha. Cảm ơn nhá, cảm ơn hai. Buôn mây bán đất cho nó nhanh quá. Rồi ok, cảm ơn.
Cảm ơn nhé, cảm ơn Linh Cường nhé. Vợ, em sang nhà viết giấy. Con vào bảo giả 10.200.000. Bọn này mua 10.200.000 nhá. Đời của nó đời 2010 đời hay chắc 2014 hay 2015 cũng cao rồi. 2014 nhá. Đăng ký 2015 ông quay vòng cho con. Xe này máy chạm rồi nhá, xe này dành anh em đi làm đi ăn. Đấy, mua cho công nhân thôi, nói chung là vừa vừa. Đừng có chê, xe bây giờ mà mua chê thì không có lên đến lượt mình đâu. Con này là mình mua là 10.200.000 nhá. Con này bình thường cầu 1.500.000. Đấy, máy ngon. Đấy. Máy áp quét ở trước đấy. Máy chạm rồi như máy chất luôn. Ok. Anh lấy SH xong rồi đúng không? Anh đang chờ vá đúng không? Con SH hôm qua like anh ấy là 55 mà ông anh vẫn cứ cũng là đến coi anh em có lộc tí. Anh em bắt tay anh cái. Vâng. Anh chào mọi người. Anh tên gì nhỉ? Anh tên Trụ. Vâng, anh Trụ đúng không? Anh Trụ đến lấy em. Anh ở đâu qua đấy? Mình ở Thường Tín. Anh Thường Tín á? Nay qua lấy em con SH đúng không? Ok. Thì chắc vẫn đang chờ vá. Đúng lúc mua xe thì lại vá xe. Vâng. Cắm à. Nhưng mà máy ngon đấy nhỉ? Anh em bán mà anh đến thì thực tế cũng là hợp tình hợp lý đúng không? Ok, em cảm ơn anh nhé. Chúc anh luôn luôn may mắn và thành công. Rồi. Em mong rằng cảm ơn Hoàng Kiên. Vâng. Cái anh chắc anh sang nhà đúng không? Đấy, sang đợi anh đang chờ Huy bán SH. Bán à, anh em ra bán à. Ừ, ok. Cảm ơn 845 người đang vẫn đang xem nhá. Anh em cũng giờ like là ra để bán xe cho máu. Đấy, mua thì ok. Em xin phép cải anh em mic này nhá. Được bạn không. Thế thì không quay anh cứ nói thôi, bởi cái giọng của anh thì nó phải vào đó. Vâng. Có hai bên nó lại không hay. Cuộc sống đôi khi là anh em nó phải trao đổi, nó phải giao lưu. Đấy. Con này tên anh mua lại. Mua lại. Vừa mới mua xong. Mua lâu chưa? Mua được tháng. Sao mua nửa tháng nó bán? Đi Sài Gòn. Đi là xong đi Sài Gòn à? Chứ chẳng nhẽ đem xe đi vào trong thì mất tiền rồi gửi xe thì quá tội. Đúng rồi. Thôi ra bán mà giờ ra Hà Nội lại gặp nhau. Đúng không? Ra Sài Gòn lại mua xe trong đấy. Thật ra đi làm cái gì đi từ đấy vào đây. Nhiều ông chuyển tàu về 1 triệu bạc cùng chuyển ra là mất đôi triệu. Chuyển thì mất 1 triệu. Chết nhọc. Làm cái gì? Em con này xong rồi. Xong rồi. Để so số đã. Rồi. Anh ra con này bao nhiêu? Con em vừa mua cả, em về em dán tiếp vào nó là cả 15 triệu. Anh nhìn vào gần đây. Con này của nó là dán con này màu xanh dương. Vâng, màu xanh dương. Đấy, 2014. Con này mua biển tỉnh 15 triệu, con này vừa mua biển Hà Nội có 10.200.000. Em xem xe đúng không? Đấy, em để xe trong này cho. Cảm ơn 801 người đang xem nhá. Anh ra bao nhiêu chắc chắn là lỗ rồi, con này lỗ rồi. Trước mua là 14 à? Dạ. Trước mua 14 gì? 15 về dán, bảo dưỡng, nói chung ngon hết, thay dầu vừa hôm qua luôn. Ừ, dầu vừa thay sớm quá. Con này màu xanh dương, dán màu này nhìn trông cứ như kiểu xe tàu, anh em có thích dán. Yeah. Không phải chế, em xem xe ác lắm. À, máy biết thì ok lắm, không phải. Đang nhiều. Winner đang rất nhiều. Bây giờ anh ra bây giờ bán anh bán bao nhiêu nào anh em thoải mái. Anh mua được bao nhiêu? Đấy giá thì em như thế thôi. Em mới giả anh 10 triệu. Giá bao nhiêu? Không thể bán được. Thôi thôi thoải mái cho dân chủ bác cứ đưa ra. Ít nhất thì lỗ khoảng 2 triệu, 13 triệu. 2 triệu. 13 triệu không được. Luôn đấy. Không được. Trên thôi. Về luôn. Chứ không thể bán thấp hơn được. Anh đứng góc này bởi vì anh đứng che mic. Đấy, anh xem cam. Con này máy nguyên được cái máy nó chìm trông nó cũng tươi. Chắc chắn là nguyên. Trông chắc chắn tươi, ông xe của anh tươi xe đấy. Vâng, nó đều xe mà. Nó đều, em xe của xe nhìn trông tươi xe. Hôm nay nói vui em gửi anh 11 triệu. Không, 11 triệu. Con này anh mua 14 triệu cao, anh mua 15 triệu cao, biển tỉnh. Quê em nó là Phú Thọ. Đoan Hùng Phú Thọ. Cẩm Khê Phú Thọ. Biển 19. Ôi 100 đời 2014 chạy 4.500.000. Được cái máy đồ bò sáng được. Tôi gửi anh 11 triệu. Anh em cộng lên tí cho xe này em thì cộng triệu hơn triệu là xong béng.
Con này anh bán 13, bọn em không làm được, không vào được. Thế thôi, chị cũng không thể bán được. Cảm ơn 825 người đang xem nhá, 829. Đấy, có ông anh vào lại rít luôn. Anh ơi, có con SH Việt 88 bán bao nhiêu tiền đấy? Tuấn anh ơi, con đấy là mua 71.500.000 rồi. Con này cộng 2.500.000 nhá. Xe đẹp lắm, xe của anh em chủ cà phê đấy. Anh em giao lưu con đấy ngon lắm. Chính chủ đấy đang viết thế bán đấy, không phải sang tên đâu. Con này thì không chính chủ. Vâng, 11.000.000. Không ạ. À quên mất, anh giới thiệu anh tên gì nhỉ? Trên này. Em tên là Toàn. Toàn à? Vâng. Anh từ đâu qua đây cho em? Em từ em ở dưới này á? Ừ, ở đây đấy. Ở đây thì em ở ngay bên Trung Kính thôi. Ngay bên Trung Kính à? Vâng. Ừ. Tuấn Anh. Mới trả lời Tuấn Anh rồi. Anh Toàn ơi, bây giờ là tình hình được không? 11.000.000. Không không ạ. Không ạ. Thôi bây giờ anh em thủ tục cho nhanh đi. Chốt bao nhiêu để anh em nó chốt 13 triệu không được. Thôi chịu chết. Tóm lại là này cho anh em cho nhanh nhá. Tóm lại là em gửi cho anh càng này 24 không mua được. Em gửi anh 11.500. Không bán được. Đúng 13 triệu rồi. Thế thôi chịu. 12 triệu không được thôi. Không phải đem về quê. Nhá. Em giải bác 12 triệu. Hết giá rồi. Em ơi hỏi con xe này đấy mua mấy triệu đấy báo bố. Anh Toàn ơi, anh em hết giá rồi. Thôi mua cho 12 triệu. Hết giá rồi, nếu sau đường lai này anh em là tắt. Anh em là khóa, giải quyết. Anh em ai thích thì đấy, thực tế là anh em rất muốn là anh em hai bên này có thực tế của anh. 12 triệu. Thôi thôi, chịu khó đi về quê vậy. Về quê thì làm cái gì? Quê mới quán. Anh bán làm sao được, anh em giải quyết cho nhanh. À, bao nhiêu thì bán? Đúng 13 triệu. Không đúng thì thôi. 24 cho ai thích cái xe của anh em 20. 13 triệu trước này nhá, từ từ để xem anh em, để xem. Ai thích con này máy nguyên nhá, chạy 4,5 tấn. Quay 100. 13 triệu. Chạy về quê thì nó lại giảm 11 triệu. Rất nhiều lúc cứ hăng này để cuối cùng. Và thật ra là nhiều ông cứ quý. Là cứ cái trong đầu nó cứ để ở đây rồi là anh em trên sàn đấu giá đây, nó khắp cả nước này đây anh em nhìn này. Đó, có anh em phát lên này, 8.500 người đang xem này. Đấy, một phát là chốt luôn, để anh em muốn thủ tục nó nhanh. Thế nào? Không. Thôi bây giờ này nhá, anh em cho thoải mái nhá, anh em mình cưa đôi ra. Bán cho anh em 12,5. Thế thôi nhá, anh em mình lại chia sẻ. Hễ con lấy số điện thoại của chú đi. Có gì nếu mà chú bán ấy thì anh em mình lại liên hệ lại cho bố. 09868. Đấy. Đấy em bán con này. Bán con này đúng không? Ừ. Đấy cũng không hề đơn giản đâu anh em, nhiều lúc cũng có cưa kéo xẻ nhưng mà tôi cũng bán vừa đấy để cho anh em đầu kia kiếm tí. Con này mua là 81.500 rồi cộng 2,5 triệu. Cái này á, 71.500. Xin lỗi. Mua là 71.500 rồi. Cộng 2,5 triệu. Đấy xe biển tỉnh tình thương bên thương. Toàn ơi bán đi, giá đấy hết giá rồi. Đây, vào đây. Còn có 500 nữa anh em cứ chia tay làm cái gì. Hả? À? Đây. Nhiều lúc khó khăn lắm. Xe ôi, hôm nay ôi. Thôi giờ này anh em Toàn nha, vì trên live anh em thật sự uy tín với nhau. Anh em mình thôi lùi thôi, mình 300. Anh em để cho gặp nhau nhá. Đấy bán đi rất đấy. Anh em thật ra 1-200 về nhà, về quê thì người ta cười cho. Mình là Hà Nội. À. À. Mình về quê làm gì? Về quê anh em về quê bán xe người ta cười cho. Mình là Hà Nội làm ăn. Anh em rất đây. Và tôi nói vui bán thôi. Anh muốn rất nhiều em. Đang hiểu như đi về câu. Xe bán rồi mà. Còn cái nịt. Còn cái nịt, còn mỗi cái nịt. Máy thu tít. Thôi lùi đi 300 thì cho nó xong việc thật. Anh em cố lên. 12.700. Em cứ lẻo kèo làm gì. Ừ,
lỗ con này mua đất thì phải chấp nhận nha anh em, mua cao rồi. Thôi lùi đi 200. Này, toàn. Cứ anh em cứ như cái máy ghi âm cứ 13 triệu anh em mong. Bán nhưng mà giá nó cao, nói thật đây anh em ai thích không thì đấy cộng luôn phát này, mà không cộng là lại lỗ. Anh em nói thật luôn. Được cái xe của anh em nó ngon, con này được cái bóc về bóc cái lông nguyên công, bóc cái lông nó mất mấy trăm rồi. Đấy anh em nói thật. Nếu mà ngon ấy, bóc ra ai để nhìn trông nó như kiểu quan tài này, trông sân son thiếp vàng. Màu nó hơn lời lẹt. Ừ màu lời lẹt đúng không? Anh em đây màu này không, con này là màu của nó là màu xanh dương, nhưng mà anh em nó dán nhìn trong cái kiểu màu này màu sai anh em bốc ra trong nó chuẩn đeo đâu. Ừ, không con này chắc là được mịn thế này, nếu mà nó không chuẩn nó phải sang xui. Ừ. Nhìn là tay biết chứ, anh nếu anh biết tôi bán được 12.8. Cảm ơn 895 người đang xem nhá, vẫn giữ mức kinh khủng luôn này. Thôi không được thôi nhá, 12.8 200, con ốc bò lên con sen bò xuống ấy, cũng có suốt rồi đấy nhở. Lằng nhằng lắm, mỗi ngày lằng nhằng lên đi. Thôi rồi tôi cũng mẹ đất không chịu rồi, rồi đành phải chịu đất thôi, nhưng mà tôi chấp nhận là thôi. Không được anh. Không 1 triệu nhá, 13 triệu, không 1 triệu 14 triệu thôi, nói chung là mời. Thôi xin mời con là xin mời. Là quy cầm tu Hoàng Kiên một tu bài. Đó. Không phải mua nhất người mà. Rất chiều anh em. Xe đẹp. Tôi xem trên đấy nó giả suốt 70 xuống lên 75 em bán không? Ừ. Không sao, đến đây giao lưu. Ok anh xin lỗi nhá. Vì nó đang cái trường hợp này nó đang căng. Đến lúc cuộc đời đôi khi nó không phải đơn giản. Cứ bảo mẹ cứ làm như anh em mà dân gà gô còn lâu, toàn ông gà trọi hết. Này em kêu em ra bao nhiêu? Trước cháu đi học cháu mua lại xe đấy đi còn giảm. Ừ. 23 rồi. Anh mua 23 à? Vâng. Xin lúc kia đó thì chủ ở trên Facebook này. Đăng bản chủ mất xin ra chủ cài này đó. Nhưng mà sao mua này 23 triệu múc căng đấy. Mua không biết mua. Cháu mua cháu đi học. Nhưng mà mua của chính chủ đúng không? Vâng. Người ta đúng rồi, mua chính chủ bao giờ cũng mua đắt hơn. Mua các chú mua giờ rẻ hơn. Anh em cứ thấy mua mẹ của dân chính chủ nó tốt. 23 con này cháu phải đi gần đi 10. Cháu đi được vài tháng. Ừ. Cháu mua 23 triệu này chú cho chủ xe, cháu cho người chủ xe mất 10 triệu rồi. Photo. Ừ. Con này của cháu là bản thân máy nó hơi ghè đấy nhá. Ừ. Đây này, quả kêu này. Cái giống này của nó nhá, anh em lưu ý cái dòng giống này nhá, nó máy nó kém lắm. Biên nó hay bị chết. Bây giờ cháu bán bao nhiêu? Được tầm 16. Không được. Mua 23 giờ chỉ bán 13 thôi còn khó khăn. Anh kia con CB bán chưa? CB có cọc rồi sao? CB có cọc. Không em bảo là mang Ninja xuống xem có đổi gì rồi anh. Cọc cọc. CB cọc. Ừ. Có CB mới mà. Cái giống này hay bị kêu nhá. Thôi chấp nhận thôi, con này mua 13 triệu. 12 mấy thôi. Không được. Ừ. Có mua này 23 triệu. Vâng, mua của chính chủ luôn à? Cháu có photo, người ta bản photo cho cháu. Trời ơi, cháu mua đắt thế. Anh mua cho tiền người ta. Ông quay cho con vòng con này. Sản xuất cái xe này, sản xuất của nó là đời thấp mà. Có phải 27. Giống này, giống future này, tại sao anh em nó không chuộng? Hay bị chết biên. Vâng. 10 con này, 9 con chết biên. Giống này nó máy nó kém. Future này máy đời kia làm dễ, nhưng máy này nó máy kém. Thôi để chú 13 triệu. Dạ không. Bao nhiêu cháu bán? Chú giả cháu bao nhiêu? Chú giả. Cảm ơn 878 người đang xem nhá. Lúc cháu mua cháu mua 23 rồi. Ừ. Bên chú giả 16 thì cháu mua đi mới đi được vài tháng rồi. Mới đi mấy tháng á? Vâng. 2 tháng. Không ra Hà Nội này gặp ngay quả trưởng. Mua quả này thì mỡ mồm. Thôi nói vui thôi, tầm đấy thôi. 13. 13, 14 triệu. Cứ giảm 14 triệu. 14 triệu xe này. Con này máy có tín hiệu kêu quả nhá. Con này về xử lý quả. Không được 15 triệu gì. Con này còn máy còn ướt ướt rồi tí này. Ghè. Lỗ không nhiều quá. Thôi chú mua 14 triệu. Không bán thôi. Con này về phải làm quả nhá. Chia sẻ cháu là máy không khói rồi đúng không? Nghe tiếng làm quả mà.
Nói chung là thôi, bằng cái xe quay phải chấp nhận thôi. Thôi, phải thêm cho cháu luôn. Không, chú mua 14 triệu nhất trí thì vào vào cháu lúc cháu mua cao rồi chú. Lúc cháu mua cao rồi. Rồi, kèo kèo, nhanh khẩn trương. Chú đây hiện tại gần nghìn người đang xem này, 877, 887 người đang xem. Rồi, ok. Bán cho cháu. Ok, bán chú nhá. Vâng. Ok, 14 triệu, ok. Cảm ơn cháu, cháu tên gì nhỉ? Cháu tên Tuấn Anh. Tuấn Anh ở đâu qua đấy? Cháu, cháu ở Mỹ Đức. Mỹ Đức à, nhưng mà cháu học ở đây. Vẫn đang học à? Vâng. Đại học, chỗ học, công nghiệp. Công nghiệp. Học công nghiệp. Ok, thế Huệ vào cho anh ấy vào giả 14 triệu. Ok. Mua 14 triệu con này nhá, con này quả hơi kêu. Quả hơi kêu, nói chung là bạn ấy vừa mua 23 triệu, ông quay vòng cho con. Anh em tình thương mến thương, ông nào bán cho cháu nó khổ thân quá. Bán đóng cao đấy, đóng ngập mẹ đinh luôn, chết dở. Con này được cốp rộng. Quay nhanh một vòng đi. Thế này được cái hình thức được, con này quả hơi go tí nhá, 14 triệu. Thế này nếu mà làm quả thì phải mất 1 triệu. Làm 15 triệu, anh em ai thích không? Con này mình mua rồi. Không sao, tối nó thành sáng không sao. Con này là 14 triệu của cháu rồi nhá. Xe để nguyên này mình cộng 1 triệu rưỡi nhá. Nếu mà con này phải làm như con này. Alo. Con này máy nó nóng chắc không vấn đề đâu. Con này nó nóng máy nó kêu, nó không hẳn là kêu. À, khói không? Khói sao nhá? Khói đâu ga phải lắm bạn nào? Khói thì làm hơi, không sao, quan trọng gì nhá, mẹ bằng rượu quay thì quan trọng. Con này phải làm hơi, cộng 1,5 triệu nhá. Nếu mà anh em ai mà làm thì mình làm mất 1 triệu làm hơi nữa. Là 2,5 triệu là xong. Em ghi vào là cho làm hơi con này nhá. Anh ơi, ok, anh cảm ơn nhá. Loca có xe, em xin giao lưu anh. Rồi. Lâu, khai được. Rồi nhá. Đây vẫn xe máy à? Tưởng bạn em nó gọi đáp ra đón em là bán bia. Bia. Ok. Con này mua bao tiền đấy? Con này mua 3,5 triệu, con này hát thì đá FI nhá. Con này xong rồi em đã. Mấy ông anh sao? Bán con đấy à? Nhìn trông loát ngát đấy nhỉ? Đấy để em làm con này. Con này mua 3,5 triệu nhá, hát thì đá FI có ai thích không này? Xe dành cho mấy anh em mấy đại gia đi đón ô tô về nhá, đỡ phải đi bộ. Nhiều lúc anh em ở trong phố này là vẫn cần một chiếc xe máy để đi ra bãi ô tô để lấy ô tô. Thế nhiều anh em nhìn thấy đi xấu bẩn nhưng mà toàn đại gia hết đấy. Ông quay vào cái con. Ông quay, ông tập trung vào đây đi. Biển 88 giấy tờ đầy đủ, mua 3,5 triệu rồi. Đấy con này đi ngon nhá, mua về cho vợ con để đi làm đi ăn. Đi chợ đi búa, loanh quanh. Xe bản full FI tiết kiệm xăng. Cậu con này 1,5 triệu nhá, 5 triệu. Bán thanh lý, yên điện này, ôi giời, cốp rộng, thoải mái. Anh em đi làm đi ăn. 5 triệu con này nhá. Về nhá. Ok, cảm ơn nhá. Ok. 5 triệu, Attila FI. Rất là rẻ, bán tình thương mến thương. Anh bán con này hay mua? Anh lại mới bán à? Anh điện từ sáng á? À đúng rồi, ok. À con chạy mấy nghìn cây của anh ấy đúng không? Vâng, em xin phép đây có mấy đại gia đây đang chờ con này. Anh em bán mấy con xe đấy nhá. Bán mấy con xe SH. Con SH này đúng không? Hiếu Yên. Sao đây bán, vừa bán hay mua? Mua đây bán. Ok, em xin phép mình cải mít rồi. Anh em một trong những Hiếu là khách quen, trước bán cho mình con SH 789. Kìa nó kìa. Cũng bán rồi. Bán à? Cũng bán rồi, trông nó để thôi, nhưng mà anh em bán bao sơ đấy. Đấy, trên đường lai là bán luôn tiền đấy luôn. Tôi Hiếu giải quyết con này bao nhiêu đây? Cứ làm 15 thì đi lại đi bộ về. Cái gì? Con này là 12, 128 đúng không? Ừ, đúng rồi. 12, 13 đi con xe gian của Dương được. Lai bao tiền đấy? Con Dim biển 58 không, 5 triệu. 64 triệu. 64 triệu con Dim 7.000 cây nhá. Mua 59 rồi. 7.900 cây. Con này bao nhiêu? Trông nó loác loác này mà. 15. Ôi 15 anh em lạc giá rồi. Nghe thấy bị nhầm rồi. Nhầm thuốc à? Nghe thấy bị nhầm rồi. Con này nó mông má hết lại rồi. Đây nhìn thấy này, đồ đen xui này, nhìn trông nó mới nhưng loác loác. Khu này của cái mông nó chả ra mông. Máy thì máy của OEA, còn tem thì tem của OES. Ông quay vòng cho con. Anh em nhầm giá rồi, hiểu không? Con này mua hình thức.
chịu khó xem like của Kiên tí để cho anh em cảm nhận cái xe nhé. Vision hôm qua đó. Xe đi. Để chờ. Con xem của Dương đi được phết. Con xem của Dương. Đi được. Nhân dân chơi. Mình bán là bán người, xe này cũng dành cho người lười đấy, về chỉ việc đi thôi. Xe này dành người lười nhưng bây giờ nó chỉ dưới chục thôi. Nhâm bên nhà ấy. Sao mẹ uôi đắt thế? Nhưng mà nó là biển Hà Nội, con này nó là Hưng Yên. Thật đấy, anh em nhầm giá rồi, nghe đọc giá là biết anh em bị nhầm, bị sai con này rồi. Máy ra, có gì đâu, không có gì giờ xuất sắc cả. Sợ mua là tái mặt đấy nhỉ? Tái mặt. Tái mặt rồi, con này dính trưởng rồi. Dính trưởng rồi, tôi hiểu đấy. Cái này là bên nhà bán toàn 9-10 triệu mà nó đâu long lanh này đâu. Đâu long lanh, con này nó mông, có gì đâu mà. Con này nó mông hết lại, có gì đâu. 9-10 triệu nữa hàng, nó là hàng thật, nó là hàng mộc. Ông mông ông má này, cái vỏ này thì đáng bao nhiêu tiền đâu mà cái vỏ này triệu hơn triệu bạc cơ mà mới cứng, đét là đẹp. Con này bình thường xe của nó chỉ 6-7 triệu thôi, nó lên mà xe nó tật lên. Ông xe thì máy móc cũng ta tạm. Ôi chắc nhầm rồi, chắc không được rồi luôn. Thôi, con này ngậm chắc là dính trưởng rồi. Dính trưởng rồi, nó đặt ra cũng nhiều anh em cũng tưởng. Nhưng lúc thấy đất sốt ngỏ lẹ, tôi cũng đi buôn đất, múc vào phát là chết ngửa bụng luôn. Không ra được hàng này thôi, anh em mình lại một bữa là đóng lãi, gần chết. Xe của Xuân Hiếu là đi rồi đấy à? Đi đó. Bán rồi chứ, con xe của Hiếu bán rồi. Lấy like trên like phát là bán luôn, anh em cộng tí ra lên đường. Cô nói anh em... Thôi để anh em này, mang về đi vậy. Con này giải quyết tầm chắc là phải 9 triệu. Toát mồ hôi luôn. Để đi. Nghe biết rồi, con này ngậm vào chắc là... Cũng phải vào Hiếu chắc vào 12 đúng không? Mua 12. 12 đúng không? Thánh thầy phán rồi. Anh con này cũng có căn cước công dân chủ xe ạ. Được, không cần. Thôi được rồi, để anh live stream bán con khác, okay, con này em mang về. Nó về nhá. Tái mặt. Buồn không tái. Tôi còn đứng nghe ông đọc giá với tôi là ông biết là ông có dụng bao tiền để tôi nhòm túi không? Đây, sao? Sáng nay gọi cho anh là 3.000 cây. Tái mặt. À 6.000 cây. Lỗ. Đâu anh, con này 6.000 cây đúng không? Đúng. Anh em cũng là một trong anh khách quen. Anh ra đây. Ấy à, ok. Còn SH này tên của anh luôn đúng không? Tên anh luôn, ok. Em xin phép anh cài mic cho anh em, anh nói chuyện cho nó. Rồi. Đã buồn cười, ôi Hiếu này, ôi nè, nó vô đọc mình 14 con này, nó bị lạc xa luôn. Bị nhầm đường lạc lối. Không đơn giản đâu, cái này phải qua chuyên gia tư vấn. Mua 12 thì giảm 9 thì... À lấy lại đây à? À, ở cốp đúng không? Ừ. Cái múc căng đấy nhỉ? Em không để ý mẹ, như cái vỏ nó là vấn đề thôi, cái sâu không con này được, máy được. Con này mua cái cả nó mới hết rồi. Đúng rồi, cái cơ bản cái tuổi của nó, cái tuổi nó không phải là tuổi mới. Không, nó là con này, nó là UES, con này nó là RS. Tên của nó RS đồng mặt xanh kìa. Nó là RS. Rồi à đâu? Con này nó UES. Đúng, đồng hồ xanh, đồng hồ xanh. UES. Thôi không sao, mình không mua được thì mình ở, như kiểu mình mua đất ấy. Mình không bán được thì mình là cư dân của khu đất đấy, có gì đâu. Mình không bán được, mình ôm vào rồi, mình không bán được thì thôi, mình là cư, mình để dùng. Của mình. Cái của Nam Việt B hôm trước anh báo vào. Con tìm thấy đái... con đấy thu về 51 rồi. Bán 55. Tìm thấy bán 55. Anh ơi xin lỗi anh, em muốn gửi một tí về lề ngoài tí. Anh chào mọi người trên này cái. Anh chào mọi người nhá. Anh tên gì nhỉ? Trần Văn Tân. Tân đúng không? Anh Tân. Nãy giờ sáng nay anh em mình có liên hệ với nhau rồi. Rồi đúng không? Sáng nay điện thoại. Thì anh và anh có con SH mà 150 ABS bản 2018. Đấy, không dùng đến đây đi chân trống Hàn này. Có đi đâu. Ít đi quá đúng không? Ít đi quá. Đây em kiểm tra này. Tuần thứ 04 năm 2018. Xe đi 6.000 cây. Lốp zin cả đôi đấy. Đầy đủ. Lốp zin cả đôi cũng đẹp nhỉ, con này ác ấy. Em gửi anh đăng ký có bị nhầm. Gửi anh đăng ký. Con xe này hai anh em cũng đã trao đổi rồi thì em buổi sáng thì buổi sáng lúc em báo anh là bao nhiêu nhỉ? 8 mấy nhỉ? 87 đúng không?
Đấy vì là anh ấy cũng là anh em tin tưởng em thôi. Đầy đủ hết, gương gương còn cả đôi ấy. Anh ạ. Anh Tân, đấy chính chủ thế này ấy. Ok. Chính chủ anh Tân luôn đấy. Còn cả đôi, chìa khóa cả đôi hết, xem xe. Kim Tiều, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh. Thành phố Từ Sơn. Anh em dân Bắc Ninh giàu lắm, hàng này khủng khiếp lắm. Đã dùng gì đến thì rẻ. Khu công nghiệp. Mấy em Hà Nội giờ kém xa rồi. Từ Sơn đến Đô nhỉ. Đến Đô ở khu vực là thờ gọi là khu tưởng niệm Nguyễn Văn Cừ đấy. Vị vua của nhà Lý đúng không? Đúng rồi. Lý Triều Hoàng là vị vua cuối cùng chuyển ra giao cho nhà Trần đấy. Triều Lý. Triều Lý đấy. Đầy đủ. Em về lịch sử em cũng hiểu sâu phết đấy. Món lịch sử. Mình cũng yêu thích lịch sử mà. Ốc bay gần đây quá. Xe này của anh mới nhỉ. Xe này có 6.700 cây. Ai thích không? Ai thích xe này của anh Tân không nhỉ? Xe chính chủ thế này nhá. Hàng này hàng dành cho các dân chơi. Hàng thích dáng đẹp. Xe đẹp. Xe chính chủ thế này nhá. Rút hồ sơ chắc thoải mái. Đúng rồi. Thoải mái. Đây này. 6.707 cây. Đấy, vừa nhà 66 ra đây 67. Đấy. Anh ấy bảo là lâu lắm anh chả đi, anh toàn đi ô tô, không đi. Đấy xe này thì đúng là lúc ngon nhất anh bán. Đây đôi gương kèm theo đây. Đầy đủ đấy cả. À đây còn chiếc. Cả gương đây, gương đây. Đôi gương vừa tháo ra đi ở đây. Anh sợ. Hai chìa khóa đầy đủ đúng không? Đây chìa khóa đầy đủ đây. Okay. Đây giấy bảo trì đây. Đầy đủ lắp riêng thay dầu ngày tháng đây. Ngày tháng. Đầy đủ hết. Không thiếu cái gì. Con này của anh này không dán ni lông nhỉ? Không. Xe không dán thì em không thấy xước. Không dán nhưng không dán. Có đi đâu đúng mình đi. Em không thấy xước, con này đã lên Sporty rồi. Lốp còn đầy bịch nhá, xin xe mới luôn. Theo em là anh cứ kiểu nó xe được cái chụp sau được như cái này không? Đều có thể lùi cho anh em tí. Hả? Lùi cho anh em trên này. Lùi thế xe thế muốn cứng cái gì rồi mẹ. Thôi, một lít mấy. Anh em nếu tình cảm em anh mấy. Lùi cho 1 triệu thôi nhá. Đó 6. Trăm mấy rồi. Hả? Mua trăm mấy rồi giờ bán tiếc. Mua trăm mấy anh mua từ năm 2018 quan trọng gì đâu. Ừ thì nhưng mà thôi cứ lùi cho 1 triệu anh Tân nhá. Anh em mình ra giao dịch cho em chốt luôn trên này. Có ai thích không thì tôi em bán mà không có đấy em dùng luôn. Gia Lộc 5 lít. À 865 nói nhỉ. 865 á. Không cứng hai lời luôn cho nó vui. Ok, nhá. Mua cho anh 865 nhá. Rất là mua của Kiên con xe quay cho thằng con rồi, quay xanh màu này. Vâng. Cái để tháng mà. Vâng. Mua cho nó chạy đây. Vâng rồi, em lúc nào thích thì lại ra giao lưu vậy. Ok, em cảm ơn anh. Em ơi vào viết giấy đi. Phải chân rồi. Rồi. Anh Tân chào mọi người đi xong vào viết giấy nhá. Rồi chào mọi người nhá. Rồi ok, em xin biết. 865. 86.500 con xe này là bản ABS nhá, bản 150 bản cao cấp nhất ấy, nó chỉ sau mỗi đen sần thôi. Ông có thể quay vào như đây cho con. Đấy mọi người để mọi người cảm nhận đây này. Anh em nhìn cái thụt này nó còn 7 màu vẫn còn nguyên này. Anh em là quý nhau bán thôi. Đấy lốp còn mới nhá. Xe này của nó là chống hết luôn. Xe này tầm tuổi anh em mình đi hết đời không hỏng đâu. Đây ta đây này, cái mặt trên này ông quay con mặt trên này. Đây là một cái mặt trên nhá. Rất đẹp. Như mới luôn. Đôi gương một còn chiếc nữa. Yên này còn gai. Mới nguyên mà. 865 rồi nhá. Ông quay lên con. Mình mua 865 rồi, có ai thích con này không? Mình cộng 3 triệu con này nhá. 89.500. Xe này rút hồ sơ thoải mái, phủ sóng toàn quốc, anh em thích đi đâu đi. Đây nhá, cái này nút này chưa mở này. Ốc nút chưa mở. 6.700 cây thì đừng hỏi tại sao, hỏi làm gì. Đấy máy vẫn nổ từ nãy giờ đấy. Xe không có lỗi luôn. Xe này lúc ngon nhất thì bán. Đấy. 6.000 cây không mua xe gì. 6.000 cây không mua xe gì. Hiếu. Ok. Ok nhá, cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn Hiếu nhá. Anh đi cùng đúng không? Ok, cảm ơn anh nhá. Rồi, ok. Anh tên gì nhỉ? Quy à? Ok. Đấy. Con này của nó dáng đẹp. Ăn con này, nhìn dáng sang này. Đấy. Chiều gọi nhá, nếu có gì anh em chốt nhá. Hiếu thích chưa? Đấy, xe này dáng đẹp, nhìn trông dáng đấy mà ông nào to cao đẹp dai đi con này quá hợp luôn. Đâu con Vision đâu? Em tắt nó đấy. À đây, đây đi xem đây. Đấy, con Vision bản cá tính nhá, giờ dòng này đang rất là đắt. Đây rồi không có ra. Con này đây là báo là bao tiền em nhỉ? À? Cái gì? Con này bảo ba mấy chứ 42 con này á? Rồi ok. Xong rồi đúng không? Không muốn bán đâu. Không muốn bán nữa. Con chất. Chất. Nếu mà
Tao không biết. Không có tắt đâu. Không, tắt mấy ok, xin lỗi mọi người nhá. Số điện thoại nhỉ? Cái này mà máy này nó thịt vào chỗ này. Ok. Xin lỗi mọi người chứ cái bộ phận âm thanh ánh sáng rồi. Ông cho na cho vào sạc nhanh nhanh. Sạc nhanh nhanh nhanh. Đấy, con này là mua là 42 triệu nhá. Xin lỗi mọi người, mình lại like lại. Này, pin hết pin. Con này mua là 42 triệu nhá, cộng 2 triệu 44 triệu 2022 này. Mình lại quay lại này. Đấy. 2500 cây em mở máy đây. 2500 cây. Đấy, xe chính chủ vừa rồi đấy nhá. Mất tiếng. Ok. Xe mới đét luôn, 44 triệu con này. Ông Anh à? Ừ. Tiền đây con này bao nhiêu tiền đấy? 8.000 cây. Tuấn Tùng được rồi, ok. Mình phải rút mic nha nhá. Ba gì? 82 triệu. Xe 8.000 cây. Thấp. 2019 đúng không? 2019. Đấy, mình cầm mic cho mình tít mình like luôn này. 8.900 cây. Con này không dán đi lông à? Có dán này. Xước ngoài. Bao tiền Tuyên? 82 triệu. Không mua được, 80. 80 triệu con này. Để cho anh 8 sọi. Cảm ơn 557 người đang xem nhá. Tôi kích thật quá rồi, ok. Ừ. Để cho anh 80 em ơi, đưa đây. Con này là NH2 2019 125 về Hà Nội. Đắt đấy. Anh vẫn còn mấy con này, còn anh còn con này này. Úi giời ơi, em đừng chê mẹ, con này anh mấy nghìn đấy. Trời ơi. Em ơi, đừng đùa với con này. Không, ăn thua gì. Con này của anh không đùa đâu. Đấy, để cho anh con này 80. Cảm ơn 592 người đang xem nhá. Được đấy nhờ, con này được. 80. 81 triệu. Con kia đấy bán mua lúc kia. Đấy, để cho anh giá nhận đấy. Giá bao nhiêu? 6 triệu. Ồ. Con đấy là đời nào nhỉ? Đăng ký 2022, con đấy là 150 CBS. Bán anh 855, con này 81 triệu nữa. Con này 81, con kia 855. Đấy, một đôi, đóng một đôi luôn, mua một đôi luôn. Thế là trăm mấy là giải quyết luôn. Đấy, đi ra viết giấy bán cho anh. Cảm ơn 595 người đang xem nhá. Vâng, chào thầy ạ. Vâng. Con này hôm qua là mình mua là 18 triệu này, cộng 1,5 triệu nhá. Xe đi mấy nghìn cây luôn. Vâng. Thầy, cái này mà con về có dùng gì đâu. Tết Thắp Hương à? Trời ơi. Đây, dạ, cho thầy mấy đồng này. Con lấy cả ta. Ở đây, cho thầy đôi lít thoải mái. Thầy đây, thầy đi cũng nhiều năm, quen với Hoàng Kiên rồi, thầy nhờ. Thầy, quà, quản. À, cảm ơn 615 người đang xem nhá. Nhiều quá. À, đây mấy con xe này hôm qua mình like rồi nhỉ. Xong rồi chưa? Mời mọi người sang nhà 62... Ơi. Ờ, đâu, con này bán á. Anh đã 39 năm. Ừ. Cảm ơn 661 người đang xem nhá. Anh em đi từ Thanh Hóa ra đấy à? Đi con xe này ra. 39.500. Bọn này bản 2022 mà không màu này của màu nó. Đã được 2022 chưa? Được 2021 à? Đăng ký được 2022 chưa? Bà trong nhà. Ờ, đăng ký tháng 2 2022.
Ok. Con này vừa rồi là báo đời 40 nha, anh bảo 395 đấy. Ừ. Anh em ở khu Cẩm Thủy ra đấy à? Anh em đi đi từ Cẩm Thủy Thanh Hóa ra. À, ơ gì thế? Thế nó mới đắt. Thế mang hai xe đây. Ờ chờ đi. Con này ừ. Tuyên đây. Tuyên đây anh Cường anh nhá. Con này là mua là 855 này, con kia là mua 81 triệu này. Đấy một đôi. Đấy ok, có ai thích không? Đấy một đôi giấy tờ chính chủ nhá. Con này là bản đăng ký 2022 nhá, 85.500 bản 150 CBS. Em ơi, giờ ơi, chờ anh tí. Có số điện thoại nhưng mà nó không cho ừ. Con này là có số điện thoại luôn. 855 nhá, con này mình mua là 85.500 bản. Con này mua rồi, con này mua 81 triệu rồi. Chưa để so số đó. Con này có ai thích con này 2019 nữa, SH 125 2019 mua 81 nhá. Cộng 3 triệu con này nhá. Con này mua 855 cũng cộng 3 triệu 885. Ok. Xe chính chủ hết nhá, toàn đội đi săn về đấy. Đấy. Thường ơi chắc con đấy để bao tiền con này tài dắt lên xem nào. Tiến vào. Đấy em đọc nhá, con này là mua 81 này, con này mua 855 này. Cứ mỗi con cộng 3 triệu. Anh em về chơi thoải mái, xe đẹp luôn. Bao tiền con này tài? Thường ơi để nguyên anh lái. Trời anh xin phép tí. Vì đây là thường này là anh em bộ phận dọn xe trong nhà mình. Bao tiền? 2,5. Con đẹp phết nhỉ. Chạy 400 cây em dựng đống giữa cho anh nghe. Anh đừng quay em. Ờ quay thì quan trọng cái gì đâu mẹ em đời nó quay hình ảnh. Hai nhà đến đấy lấy xe gì đây? Em chào anh nhá. Ờ vâng. Xong rồi đúng không? Toàn anh dân chơi. Em chắn. À đấy mua bán toàn quay video khai nhá. Ờ đấy của anh này. Ừ. Mất tiếng rồi, like không nghe được tiếng đâu. Ở đây vẫn like, vẫn nói, bây giờ lại nói được rồi. Anh đóng trực tiếp này đây thôi. Ừ. Đấy. Cảm ơn 684 người đang xem nhá. Vẫn phải hát chay này. Anh đi nhá, cảm ơn anh nhá. Rồi vâng. Bao tiền con này Tài ơi, 2022, tháng mấy đây? Bao nhiêu? 23.500 con này, đắt thế. 400 cây đắt thế nhỉ? 21 triệu đi em ơi. 21 triệu đi. Chốt đi, 21 cóc. Con mới đấy nhỉ, xe này xe mới tinh. Tháng mấy, tháng 3 hay không ai à? Bán anh 21 triệu. 21 rưỡi. Bao nhiêu? Không mua được. Bằng mình đúc vào không con này nó được. Thôi anh mua cho Tài, anh mua cho em 22 triệu. Anh em mình tác phong nhanh, bắt tay nha. Mua ra đấy rồi. Để xe mới. Mới đi. Xe này dành anh em mua xe mới cho ông nào thích mua xe mới nhá. Xe đăng ký tháng 3 2022 thì 400 cây thì đừng hỏi tại sao. Đấy. Đừng hỏi tại sao. Ai ông em ơi. 22 triệu. Không mua được. Thôi 2 rưỡi anh em đánh lại cho nhanh, anh em bắt tay cái. Chốt này 22.500.000 nhá. Em vào bên giấy đi. 22.500.000 con xe này mới đắt, con xe này mới nó là 25 triệu. Cả đăng ký vào khoảng 28, hơn 28 triệu. Mình mua 22.500.000 mới chạy 400 cây. Xe mới, xe chính chủ luôn đây, đăng ký 2022 này. Cộng này 1.5 triệu nhá. Vào thầy à? Có thầy ơi, thầy bán bao nhiêu? Thầy đã bán chưa? nhưng mà con này vành đen mà thầy. Con này đẹp nhỉ? Ui trắng nõn này. Trắng. Xe này vừa mới ra lò nhá. Xe này dành cho anh em mua xe mới, anh em đừng so sánh. Dành cho người không hộ khẩu Hà Nội. Xe này mình có tệp khách không hộ khẩu Hà Nội, hoặc bán cho người nước ngoài, hoặc bán cho anh em nào sinh viên học sinh. Bố mẹ mua cho con cái ngoài này là quá tuyệt vời luôn, con này mới tinh luôn này. Đấy. A Di Đà Phật. Rồi ok xong rồi, bây giờ mới sang con này, xin lỗi em ạ. Thế thường báo là 39,5 em nhỉ? Ừ. Ok, con này là 3.000 cây. Bản pha trồng. Thôi anh em ở xa xôi tận Cẩm Thủy Thanh Hóa ra thì thôi anh nhất trí mua thôi. Ok, cảm ơn em nhá. Ok, em vào viết giấy cho anh. Em ơi, vào viết giấy cho em. Xe chính chủ tên em đúng không? À, của chị gái em à? Ok. Mua em 39.500.000.
Mình mua con lít này là bản pha trồng nha, đắt lắm, con xe này mới nó hơn 50 triệu cơ. Mình đã mua 39 triệu 500, em nó đi từ Cẩm Thủy Thanh Hóa ra. Cái này nó là mối quan hệ thôi, anh em nó cũng quý mến đến bán. Bản đắt nhất của dòng lít nhá. Xe này đã lắp ốp cùng các thứ này. À con này từ trong Nghệ An chứ không phải Thanh Hóa luôn. Nhưng mà đội này đội Thanh Hóa. Đấy. 3.000 cây. Mua 39 triệu 500 nhá, có ai thích con này không? Xe mới đét luôn, thơm phức này. Đồ mới đây, đồ đoàn, ủi, ốp cùng các thứ. Đây, bỏ này ra. Nó bỏ ra, ui, sổ mới đấy nhỉ. Ô, xe nó mới thế này. Làm gì có loại xe nào mới này. Trong này bây giờ mới để cốp lần đầu này. Nút nủ các thứ đầy đủ này. Em nhấc mấy cái này ra cho. Để đây nó xước hết cái cốp này. Xe này vừa đúc ra rào lò sao nhỉ. Vậy cầm cho bố. Mới mua ngày 28 Tết mà. Ừ. Mới mua 28 Tết. Ok, thôi anh mua 39 triệu 500 em nhé. Có ai thích cho con này mình cộng 2 triệu rưỡi nhá. Đấy anh em đi từ trong Cẩm Thủy Thanh Hóa ra đấy. 38 triệu 500. 39 triệu 500. Con ơi đi về đi ra đây ra bên nhà. Xong ai vào lấy bố công nước. Cảm ơn 713 người đang xem nhá. Anh em chào nhau lên tiếng nào. Ok, xe lít lướt không xếp đấy, lít đấy Phạm Tuyền ơi. Không thấy Basie kia, ừ Sơn Hoàng ơi, Basie không hiện tại chưa mua nhá. Biển 99SH mua 65 củ. Ok, ít quá. Xe của Tài là mua 22,5. Con 2022. Ok, mời mọi người sang. Đây mình quay cẩn thận này. Con đấy à? Xấu không mua. Ủa? Em chỉ thích đẹp thôi. Thôi. Đấy. Xin chào đây anh Dân nhá. anh Dân. Dân gọi là tên anh Dân Béo. Đây ông bà đại ca chuyên quay video á. Hôm nay là được nhàn rỗi. Lắc quá anh Kiên ạ. Có lắc không? Lắc không bạn ơi? Tao bảo Huệ sang bên nhà 62 cái. Mời mọi người sang nhà 62 nhá. À, 52 Chùa Hà. Cảm ơn 649 người đang xem nhá. Đây còn Jeep này, con Win này vẫn còn nhá. Con Win này chơi mua đâu nhá. Con Win có thể cọc rồi đúng không? Mình thấy chưa thấy cọc, chưa thấy dán là chưa cọc nhá. Con Win này mấy em hò hẹn để thương nhớ em. Mình bán ra con này có 16 triệu 15 rưỡi này. Win tâm phát này. Con Win này có mấy triệu này? Win này 9 triệu này. À có 9 triệu con Win. Con Jeep này nhà có mấy triệu này? 8 9 triệu. Đấy, mấy con này là cọc hết rồi đúng không? Con này chuyển rồi. Con này mới lấy về mà. Con đọc cho bố. Đây. Ông bà ngoại nhìn trẻ thế, ông Kiên nhìn phong độ như thanh niên. Ôi cảm ơn Tuấn Tùng nhá. Con mở cái mail cho bố, con này đọc biển. Nếu con đọc con bố cái biển số xe này, xe 29D174166. Con này báo xe gì? Đây là Way 29D174166. Không, chưa có giá luôn. Xe này vừa mới về nhá, chưa có giá luôn, không biết mua bao nhiêu tiền. Con này chưa có giá luôn. À con Novo hôm nay này, con Novo qua Nam mua này. Novo 30i9 1551 ạ. Con này nhớ qua là Nam mua, con này có 3 triệu rưỡi này. Cậu, con này mua 3 triệu rưỡi nhá. Máy ngon. Cậu 1 triệu nhá, 4 triệu rưỡi con này nhá. Mua có 3 triệu rưỡi con theo Novo này, máy ngon này. Con AAB con này nhớ hình dạng qua là bố con mình đã vào đấy rồi đúng không? À con này 28,5 28 triệu nhá, mua 26 thôi. Có 2 triệu, 28 triệu. Con này đẹp không?
Có xe gì nhỉ? Con nào? Quy đỏ đời 2 24 đấy. Còn đây lúc em báo này là 16. Rồi ok. Con này máy chất, máy xấu. Không, xe xấu không mua. Không. Con Wayan 33. Đây là Wayan 33R19202 ạ. Thời tiết Hà Nội rất là oi nhỉ. Mồ hôi mồ kê giờ mình vã như tắm rồi. 33R19202. Con này mình bán là 10 triệu 500 nhá. Thôi bán em bán lai bán 10 triệu, con xe này 4 lai qua rồi. À, con xe trong này là mấy xe trong này là mình vẫn chưa like, con Uy nhá, đóng Uy, Uy rồi mình vẫn chưa like. Qua đã like chưa nhỉ? Đây con Uy này mới này. Đây là Uy 29S682775 ạ. 29S682775. Trời đến là nói xem nào. Số 323. Con này 19 triệu nhá. Mua 18 rồi. Bán không bớt đi, con này bớt là thua, thua luôn. Mua 18 triệu cộng 1 triệu là 19 triệu nhá, xe như mới này. Xe này nó mới đét luôn. À, Tuấn Tùng tương tác mình nhát phết đấy. Cảm ơn 596 người đang xem nhá. Đây 2020. Mua 18 rồi. Con này, đây tiếp con này đi. Đây, đây là WA29M180144. Không có trong này. Nó ghi là 80147 như các cô bạn nhớ. 144. Con này 18 triệu nhá. Cũng là 2020. 18 triệu con này mua 10. Con này mua 16 rưỡi cộng triệu rưỡi nhá. 18 triệu con này. 16 triệu 500 con này. Đó, hợp lý. Đấy. Tiếp theo mấy con này. Tiếp tục đây là WA 29E7 124 50 ạ. 42450. Không có. Con này mới qua mới đổi sao? Con này quay đồng, con này không chưa có giá. Còn tiếp tục con lần sau. Chờ tí để bố được tải cái mạng mới nhất ai mà ngày 19 này. Này thời tiết rất là oi nhỉ. Oi thế mà hôi một kê cứ như tắm, tải thật đấy. Chào bố thì bố dùm mấy con Y7 này đấy. Con này 13 triệu 500 nhá. Vàng đen 2013. 13 triệu 500. Vâng ạ, tiếp tục trong này sẽ là con WA màu trắng 29C185078 ạ. Con này 19 triệu nhá. 2020. Con này là 17B627250. 16 triệu nhá. Con này là máy đời Uy 2016. Uy 116 triệu. Bên đây cũng là một con Uy màu trắng 21B2302 3088 17 triệu 500 nhá. 2021. Con để chế độ im lặng đi. Đừng có để chế độ này. Đây con này con hải quan chưa đăng ký này. Mình bán 18 triệu 500 này 2021 này. Xe này chưa đăng ký, tên nó là, nói về ngôn ngữ bên mình nó là Uy Hải Quan. Xe chưa đăng ký, xe mới này mình bán là 18 triệu 500 nhá, con Uy Alpha. Uy mới nhá, 18 triệu rưỡi. Đi tiếp, lùi lùi tiếp. Đấy, nhưng con có đăng ký đấy, ôi trong này mát tí nhỉ. Con này giống gió mát đấy. Con này luôn, đây là Uy A-Xanh 21B216527 ạ. 18 triệu nhá, 2021 nhá. 18 triệu. Mới đét luôn. Đây, mới tinh, tinh xương luôn. Con này mới quá. 5.000 cây. Tiếp tục con ở đây là 29G1. Đây là Way RSX á. 29G1 47165. 29G1 47165. 12 triệu nhá. 2015. Vâng. Bên trong này 12 triệu FI nhá. FI nhá 12 triệu. Con này rẻ nhỉ.
Sơn Nguyên ấy, Sơn Nguyên máy Nguyên ấy đẹp này. Chắc có 12 triệu con này mà không 15 này. Ok. RSX đỏ 24B283563. 18 triệu 500 nhá, 2020. Bán 18 triệu thôi. Bánh đúc nhá. Đây bản tem mới này. 5.000 cây. Bên trong này là một con Huawei RSX màu trắng à. 29M151753. 29M151753. 19 triệu 500 nhá, 2019. Con này mình mua là 18 triệu rồi. Cộng 1,5 triệu. Đấy, bản FI nhá, bản đẹp đấy. Tiếp tục đấy. Đây em xem. Đây con bản là SEA Games 22 nè. Con đọc với biển, ồ con bản SEA Games 22 đẹp nhỉ. Đấy là con WEA 29H2 32743. Ừ. 22 triệu nhá. 22 triệu con này nhá. Bản SEA Games nhá, kỷ niệm bóng đá SEA Games 22 của mình đấy. Park Hang Seo ấy. Mới đét luôn anh ạ. Xe mới đét luôn. 1.300 cây. Không có lỗi đâu. Giá giá này mình bán giá chốt luôn trên live nhá. Anh em nhiều lúc đến mà cả cái là không được đâu. Không được cái gì luôn. Nhiều lúc là nó mỏng quá, nó không đủ để vận hành doanh nghiệp. Vâng, và đây là xe WEA 17K141463. Xe WEA này hôm nọ anh bảo trên xe xe đổi. Đúng rồi. 10-19. Ờ chào anh. Vâng. Ok. Ok, em đã tắt tuần lại. Ok, bắt tay anh cái. Ông anh, ông anh. Lại, tiếp tục đúng không? Đâu, con cũng đấy là tôi bảo, đâu bạn đấy đi vội đi công việc. À, rồi, ok. Đang cái giấy, chủ đang cái giấy. Mời giảm 16 mấy? Giảm 16-6. Rồi, 16-6. Anh Thiệp ơi, bảo giả bên kia 16-6 nhá. 16-6 bớt này. Mua bên này 16-7 đúng không? 16-8. 16-8. Anh chơi chú. Dạ. Alo. Dạ. 16 triệu, tổng chi là 16 triệu 800. Đấy, con 2022 anh à? Đấy, tôi bảo đấy. Bây giờ sao anh? Đâu, anh bán con, anh bán Vision. À, rồi con Vision giống nọ đấy á. Con đang cái điện thoại cho bố. Vâng. Hai bố con đang live đấy. Vâng, ok. Sợ đi km tăng lên rồi, giảm giá đi, đúng không? Ô, thôi. Ôi, con đấy đi 4.000 nay sao 6.000 thôi. Vẫn thế đi, đi đâu? Không, mới đi 6.000 thôi. Bán chả bán thì cứ rèn giữ làm gì anh em. 100 cây là đi đâu mà. Bán luôn thì rèn giữ. Đi người ta có việc rồi chưa đến tôi về mới về luôn. Anh em máu nó phải hăng yêu phát cưới luôn, sướng. Ừ, vâng, cháu đấy cháu em. Vâng, tôi cứ anh em tình thương mến thương bán lẳng cho em. Hôm đấy là báo là bao tiền hả? Anh nổ máy em gái, em. Bán bao nhiêu? Đâu hôm nay báo là 334. Anh nổ máy em nghe cái, em đang cầm một máy một. Nổ máy mở ra. À, rồi ok, anh ấy mở máy. Vision, đặt đi, Vision giờ đặt cháy khét. Đặt nọ, hôm nọ là báo 34, anh gạt 35. Hôm đấy là 34 anh gạt 35. Anh bảo là 34,5. Xong về sau là thôi. Anh em bảo bớt được 700 và tôi đúng bán. Rồi. Tôi đi vào đi công việc mà. Đúng rồi. Hôm đấy thì có 5.000. 5.700. Đi nhá. Đi anh phá anh đi mẹ đi bắt nhược nhược bắt 1.000 cây. Thế anh từ ngày anh đi anh ham hiếp nó kinh đấy. Đó. Bác đi bác thấy bán em hay là bác ham hiếp. Ham hiếp mấy ngày à, bác ham hiếp đến gần 1.000 cây của em. Em đáng này. Một kiểu. Không đi đâu. Đưa lại cho xe đi. Ôi để cho mai 34 triệu. Ôi mấy em nếu thì 5.000 cây mà ông anh. Nhưng mà bác đi mấy ngày bác ham hiếp kinh thế. Xe như mấy ngày. À dạ. Vâng anh vào lấy đi. Thôi bán em 34 triệu vào bên giấy. Là bao nhiêu?
ba lô con cóc đi Sài Gòn này liệu có quay lại Hà Nội gặp nhau anh em gặp nhau nữa bao nhiêu lại về à mày du lịch căng nhỉ càng thế rút chỉ luôn rồi ok rồi mua cho anh 345 ok hoài ơi chuyển anh 34.500 con này cái có chứ ok em cảm ơn anh nhá chứng minh thư của anh và chứng minh thư chính chủ xe này chính chủ chứ chủ xe đồng ý bán với vô tư chứ anh đẹp dài rất đẹp dài mới đang đứng ở khu vực cổng chợ chứ cổng chợ xe đấy rồi vâng vâng ạ cứ gửi cái thứ cho em gửi gì phải giữ tiền giữ 1 triệu ấy ba em bán qua tài khoản cho chị có ai thích một chiếc Vision này không nhỉ dòng này đang cồn cào ruột gan một thời lúc rẻ thì chả bán lúc mua đắt thì chả mua lúc rẻ vâng mình đang đứng ở khu vực cổng chợ xe nhá đây là hai anh chị ông anh được cái đẹp dài quý em Kiên đây là trên này đang gần 1.000 người đang xem mấy chục nghìn người đang xem này cứ nhất trí xong là 10 mấy nghìn 20 mấy nghìn luôn xem đấy vợ này vợ xinh gái nhá ông anh đúng rồi mẹ. Trai xinh gái đẹp và khác gái phố toàn dân Hà Nội đúng dáng Hà Nội ấy. Ba lô con góc ok bắt tay anh sang bên nhà đi vâng em cảm ơn chị nhá em bắt tay chị vâng ạ chị sang bên nhà viết giấy đi con này đấy cũng phải mất 1 tháng mới mua được xe này nhá mua là hôm ấy là anh chị cứ đòi 35 mình cũng đồng ý 35 nhưng mà chưa có xe chắc là này là anh em đi Sài Gòn bán nhá mình mua là 345 rồi anh em ai thích không cộng thì mình 2 triệu con này nhá dòng này rất đắt lắm xe dán kín ni lông đây ni lông xước một tí ngoài thôi 36.500 em nó không lỗi đâu đây xước ngoài ni lông nhá xe này không xước một tí nào luôn hàng này thuộc hàng xuất sắc nhé mua về cho vợ cho con cho gia đình đi dòng này đắt lắm xin thưa anh em là rất đắt luôn bây giờ không có đâu kiếm một xe chạy 6.000 cây này cũng khi đấy nó chạy có 5.700 đấy anh em đi nhanh quá đấy xác định bán thì anh em lại tiếp tục đây cái này nó không xước thế nào xe rửa đi là mới đấy nhá đắp titan đấy trực tiếp chính chủ đây mình mua chính chủ không phải sang tên đâu anh em không phải sang tên đang tuyển gì con này là bao nhiêu tiền đấy con này mới mua đúng không mẹ ơi ra đây chuyện gì con đã tập trung vào việc này của bố đi đây là xe phải tập trung vào cái việc này đây là xe 29P1486 xe gì xe gì đây là Vision đúng không bố chả Vision con phải tập trung vào bố đi 29P1486 con phải đọc là Vision con này mình bán 27 triệu nhá thôi bán 26.500 thôi tình thương mến thương em nó sản xuất 26-27 đấy con kia nó là đắt gấp đôi luôn con này đắt trên nhau vẫn 10 triệu con này có 26 triệu đấy máy vẫn nổ thu thít đấy đúng là thu thít này xe này đang về đang hoàn thiện nhá à con này chắc lắp tem con này hoàn thiện phải 26.500 mới bán được hàng mộc đấy con này là mình mua lại nhắc lại mình mua là 34.500 rồi nhá cộng 2 triệu con này con đi vào đây đi cảm ơn 639 người đang xem nhá đấy lại tiếp tục bên này chưa con ơi bên này chưa bên này chưa con 79 chưa bây giờ con này mình bán là 18 triệu nhá 2021 mua 17 rồi bán 18 triệu xe mới nét luôn nhá những con xe tầm tiền cao là mình mua nó đều có lý do của nó rất là chất mà mới thì mình mới giá có giá đấy nhá nó là tiền nào của đấy rồi mất rồi ở bên trong này là một con Wea 89B178458 89B178458 ôi à mười sáu triệu nhá 2019 thôi bán 15.5 nhá. Ở trong này là một con 29X7425. Cho trong này là loạt xe này hôm qua bố con mình quần rồi nhỉ? Hôm kia. Bố mình mới chỉ hôm trước. Hôm kia không. À kia không lại hôm kia mà mình đến rồi.
chắc là mình mời mọi người sang kia. Con này 14 triệu nhá. Mời mời mọi người sang nhà. Đây vẫn rất nhiều cái dòng xe này. Đây mấy bố đây con này đi. Con này mới về này. Con này là Sirius 9921 18878 ạ. 9921 18878. Sirius 10.500.000 nhá. 2016. Đây dàn xe này hôm qua kia là bố với cô Dung đã like rồi. Đây rồi, đây mấy con này, đấy con OS này. OS biển 17 này. Đây là OS biển 17 17M3 3653. Con này 9 triệu nhá. 2.8, 9 triệu 2 nhá. 2.8 bà mình bán 9 triệu 2. Đẹp không? Ui đầu bò mốc xì này. Ui, con này đầu bò mốc xì luôn. Ui đầu bò nó mốc như kiểu xe bãi ngày xưa, 81 bãi ngày xưa ấy. Đấy. Mốc. Mốc một ngụn luôn. Đây con Future này, con ấy con Future. Future sao vẫn đây còn. Future Now. 14P3 1479. Con đổ máy cho bố đi. Xe này bán trong miền Nam, ai thích con trong miền Nam mình lấy con này được này. Đấy bô cái này bô hơi hở lạch bạch tí nhá. Rồi, thôi. Rồi, ok, con tắt máy bố. Future đâu rồi? Đây rồi. Con này mình bán 12 triệu 500 nhá. Con này 17P3 1479 ạ. Con này 13 triệu 500. À, 12 triệu 500 rồi. 13 triệu rồi, con này mua 10 triệu đâu. Con này mua 11 triệu rồi, cộng 1,5 triệu nhá. 12 triệu 500. Đầu bò, ôi con này máy nguyên này. Đồ bò máy nguyên anh em trong miền Nam ai chuộng loại này thì lấy con này nhá. Trông bẩn bẩn thôi, con này bị thay một cái bô. Hở tí. Đây còn trong này trước mình có like rồi anh em từ ngày kia là từ hôm kia đấy. Anh em ai xem thì sẽ xem cái like của ngày hôm kia mình mới rung like hết dòng xe trong này rồi. Anh em xem lại like cho mình nhá. Đây mình đã săn những cái xe mới về. Đây con này bóng điện này phải tắt đi sao để bóng được này. Đấy. Cảm ơn 501 người đang xem nhá. Đây một số xe của AB này. Xe Win kia vẫn còn này. Quý đã qua hiện qua ông nào cọc chưa? Đây là AB không? AB này con AB này cọc không? Con này nhá. Ừ, AB. Đây là AB 29G1 96447 ạ. Năm mươi hai triệu 500 nhá, 2021 nhá. Bên cạnh đây là một em AB 89E1 75614. Chuẩn bị cơm rượu đấy. 89E1 75614. 48 triệu nhá. 48 triệu 2021 nhá. Con này là 99K134277. Bốn mốt triệu nhá. 2021. Cùng này là một em 29S1 71913 AB luôn ạ. Trước đây cách cọc. Cọc cái sao không dán? Dán trên mặt thì ở ngoài trời nó mưa nên. À, dán trên mặt à? Ừ. Chào các anh nhá. Rồi rồi. Xe gì anh em lấy xe gì? Xe nào đâu anh em chốt nào? À, con 150 này á. Đâu biển số bao nhiêu anh em chốt? Anh em có biết bên nhà mình không? Chưa đúng không? Có. Biết không? Ok. Chờ đi anh chốt xem có được không? Sao nhìn nó mọc thế mà đã mua? Chưa dọn dẹp thì. Anh em mua xe mông má đẹp đẽ thì con này giả bao nhiêu? Con đuôi 28T1 á, đuôi 28 nhá. Bài em 26 triệu, à 56 triệu, thêm triệu nữa. Thêm triệu nữa, anh em nó nhanh. Đấy tên like này là mấy trăm người đang xem. Lại cứ thích con mọc này, đây nó trông nó xước sát này, sọt sạt này, mà cứ thích làm gì. Đây có bóc luôn không anh? Bóc luôn, dịch vụ bóc luôn, anh em có người bóc anh em luôn. Đang mọc mạc nhá. Ok, chốt anh em con này 56 triệu nhá, cảm ơn nhá. Cảm ơn ông anh đi cùng nhá. Anh tên gì nhá? Ở đâu anh đâu?
Hoài Đức, anh tên gì? Cũng ở Hoài Đức luôn à? Ok. Chắc biết anh biết rồi đúng không? Anh em biết nhau rồi. Ok, xin chốt đi. Sang nhà giấy tờ cho triển khai bóc đi. Đây gặp mình mất xong béng luôn, 56 triệu con này. Quá chất lượng luôn. Toàn dân chơi anh em chất chát. Con này qua live mình live thế là bán rồi. Có con da da nớp này mới về này. Cái hàng này mới về. À, khách bảo hành à? À lết lết lết. Thôi mình bố con mình lại vòng lên. Sao? Con nào? Sao em bán 81 triệu cho anh mà? Em nghe nhầm giá. Xe của ai đấy? Giờ khoan hoãn cờ đi rồi, khoan hoãn thì chết đi lại đây. Cứ lại thêm triệu nữa. Thằng mấy cũng không phải 9 đấy. Con này mới mua 42 triệu nhá, cộng 2 triệu con này. Con này mới điết luôn. Anh nào nhỉ, anh không biết nhỉ? Anh biết thằng nó toàn mấy thằng. Đấy, biển 35 anh mua 42 triệu nhá, cộng 2 triệu 44 triệu. Thế tóm lại là anh mua nhầm thôi, anh thêm em 500 đi, mua rồi. Sao? Là anh quay mày nói sai, mày mà nói điêu. Nó sang rồi xe được. Các người chuyển tiền. Thế nhưng mà mình thống nhất mình bán như nào? Nhưng mà em nghe nhầm giá. Nhầm giá gì? Nó vừa mua về cho em bật phi sang luôn. Ừ. Hay à? Rồi chào anh nhá. Vâng, em chào anh. Vâng. Anh xem dòng gì ấy? À, ui, ui, 50 đúng không? Cho cháu đúng không? Anh mua cho cháu, chào cháu. Vâng, vâng. Ê, thế là cứ phải 82 mới bán à? Buồn thế, chết. Thế rồi, thế 82 đấy. Đính chính lại con xe SH mua 82 triệu nhá. SH2219 biển Hà Nội ấy. Rồi, ok. Đấy, cứ phải gối lên 1 triệu nữa. Nhưng thôi, dân chơi SH 1 triệu không quan trọng, tiền cà phê. Con đọc cho bố con này. Đây là AB29E162355 ạ. Màu đỏ đen. Con này 23 triệu 500 nhá. 23 triệu 500 hàng mộc nhá, mình bán hàng mộc ấy. Bán ngay lúc này luôn ấy. Tiếp tục là con AB16 này là 21B141945 ạ. 25 triệu nhá, thôi bán giải quyết cho nhanh. Con này có người đặt đặt cọc không đọc nữa. Đây có khách đặt đặt cọc này, tất cả những cái con dán trên yên này là đặt cọc hết rồi. Đấy. Còn con bên này là 17B5453. Đấy, mấy em trong này. 17B5453. Con này chính chủ đây này. Con này là 2019 nhá. Con này mua hơi cao rồi, con này bán 37 triệu nhá. Con này mua hơi ai à? Anh giờ anh lấy dòng gì đấy? Elite. Rồi ok. Elite thì lên dàn xe hơi 50. Tiếp tục đây là con 17B8 40133. 47 triệu nhá, 2020. Trong này là 47 triệu. Vâng, trong này là AB xanh 37E1 72324 ạ. Đây kiểu có khách là có người đặt đặt cọc sao không thấy đâu. Vàng vàng này. 39 triệu nhá, 2020. Về xích nhỉ. Đây, hai xe trong này. Con đọc biển số con vào trong con đọc. Con này 150. Bán rồi, con này bán à? Con này like giờ bán dọn dẹp đẹp ấy nhờ. Vậy à, kéo con này trưởng con này. Đấy, con 99 này bán rồi nhá. Một năm mươi, 48 triệu nhá. Bán trên mail là 485 đấy. Mình bán 48 triệu 2020. Con này vẫn là tai tiếng ấy. Con này hơi bị tai tiếng ấy. Con này biển đẹp đúng không? Này hơi bị tai tiếng con này. 34 triệu nhá. Bán 33 triệu nhá. Đấy cao con đấy cao EP6 nhỉ.
Con gái chưa? Dạ BCX18B1 15018 ạ. BCX118B1 15018. Chỉ mới bị lâu ấy em ạ. Đây 15018 22.500 nhá. Trắng đen nâu 2012. Hàng mộc nhá, xe dán ni lông này. Hàng mộc mạc đấy, em nói chân quê lắm ấy. Nhưng trông thế thôi, nhưng mà chất lượng đấy, đảm bảo đấy. Về lắp ghép qua tí xe hàng mộc Liberty đây luôn ạ. Ừ. Đây là em Liberty 29P1 08643. Mấy 3.500 con này. AB. Đây là AB Everest 29T1 29. 29T1 26 triệu nhá, vàng đen. Biển đẹp phết nhỉ, đuôi 99 ác phết đấy. Con này hàng mộc hay chưa? Cái này nó chỉ có bẩn keo thôi nhá, đi lau đi. Đi còn trắng à? Ờ. Xe gì? Ở bên nhà nào không có? À không, em kiểm tra rồi đi. Ờ. Ok. Em à, lớp 30M9 này. Đây. Đây là em 30M9 4437. 19.500 2010. Con này 30F23680 ạ. 11.500. Con này. Con chế cơ nhá. Em Everest 29D1 45533. 17 triệu FI. Con trong này là AB 29E1 14905 ạ. 11 triệu nhá, chế cơ. Con đằng trong này là 30K8 1264. 19.500 nhá, FI 2009 19.5. Đấy. Đây vào để xem mấy con này. Đây mấy con này, SH này vừa về đấy, đầu lai mình có lai đây này. À, con này 29L5 31713. Ừ, ngồi trước, đây 80.500 nhá. Tháng 9 năm 2018. Xe đẹp luôn đấy. Đấy 80.500 SH, dòng này dáng này dáng đẹp. Chỉ bị em cơm thôi. Quay này, mấy một con mới về này. Đây là em quay 29B205386. 29B205386. 18.500 nhá, 2020 này. Bánh đúc. 18.500. Long lanh trời đất luôn. Máy mới nhá, đấy cho quay luôn cục máy. Đấy. Con này đuôi 86 đẹp này. Đấy cho anh em xe dân chơi nhá. Đợi mua xe mới ngon nhất rồi. Máy mới có ngon con. Rồi con này biển 66 này. Đây là xe... AB biển 66V1 19835. Khu vực này là khu vực đang không anh em? Anh em đang dọn xe. Anh khách mua rồi em. Đấy. Anh đang qua đang dọn nốt cho khách nhỉ. Con này bán rồi nhá. Đấy, thường Hà Giang ấy. Còn thương anh em Hà Giang yêu dấu. Hà Giang quê tôi. Đây là Liberty 20M1 44613. 20M1. 29.500 nhá, 2017. Mới lắm. Liberty này. 29.500. Đây, con sắc này có người cọc rồi đúng không? Con Jim này đuôi 49 này cũng có người cọc rồi này, đúng không? Đấy con này. Đây là WS 23M1 44746. 14.500 nhá. 14.500. Đời 2017. Đấy đẹp.
đẹp luôn. Cảm ơn 429 người vẫn đang xem nhá. Đây, đẹp luôn. Đây là con tí gió nó mát. Đây, tiếp theo con Liberty. Con Liberty biển. À, con Novo 5 mày mua bao tiền đấy? Mua 10 triệu con Novo 5 mày nhá. Lát 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 quay. Ok. Ok. Đây là Liberty bản EM 15B1 9 độ 3 8 độ. 17 triệu. Cái con này 17 triệu đúng không? Ừ. Ừ. Ừ, báo là 17 triệu đây. 17 triệu chắc khách đang chờ đổi đúng không? Ừ. Đấy, con Vision này vừa mua đã cho đây rồi. Con xe này của ông Tuyên này. Mua đáng nhau mình mua là có 81 bây giờ lại gối lên 82 triệu đấy. Con 2019 ấy, nhiều lúc lại bánh gối đấy. Nhiều lúc anh em buôn bán thì rằng ăn quả bánh gối phải chấp nhận thôi. Nhưng xe này của nó là hàng đẹp, phục vụ cho mấy anh em dân chơi thích hình thức nhá. Ừ, hình thức với chiếc SH này. Đấy, con này thì vừa mua rồi, không có mấy rồi. Con này mua 10 triệu nhá, rẻ không? Novo. Novo 29S6 17. Cảm ơn 392 người vẫn đang xem nhá. Con này cộng 2 triệu nhá, mua 10 triệu rồi. Xe đẹp không? Con này báo rồi, con này báo rồi. À, con 17 đây. Đây là con Vision 17 tuần nãy. Vision bảng cá tính không? Đây là Vision 17B6 59264 ạ. Con này không có trong này. Không bảo giá mới về nhá, con này mới về. Con này nhớ không nhầm là con này mình mua hợp lý hơn con kia. Con này bản 2021 nhá. Con kia bản 2022, con này mình mua nhớ mua mình mua có là 38 triệu thôi. Đây nhầm đang cho bóc cái lông nhá, bản cá tính, bản vành bé này. Con này bán ra là 40 triệu nhá. Bán ra là 40 triệu, con này mới đã lắm, mới là 54-55 triệu một chiếc rồi. Con này mình vừa báo rồi đúng không? Vừa báo xong luôn. Đấy con bản 2022 này, con Amlet bản 2022. Amlet 36M144813. Con này rất là quen thuộc, con này từ hôm qua live mua trực tiếp rồi giờ đẹp lên rồi, em nó là long lanh trời đất rồi. Em nó là đẳng cấp rồi. Đấy về nhà mình bây giờ nó đẹp lắm rồi, nhìn trông nó lung linh như xe mới rồi. Đấy nhá. Ai mà lấy con này nhá, con này mình bán là 38 triệu nhá. 38 triệu con này nhá, bản 2022 chính chủ luôn. Con này là mình đã mình mua rồi. Đây con Lít này. Đây là em Lít 30N18845 ạ. 30N18845. 10 triệu 500 nhá. 2011. À con này có khách đặt ra này. À, là được à, phiếu nha. 11.500 đây, bóc đang bóc vi lông nhá. Hàng này đang bóc vi lông này. Đấy xe vi lông nó dán rất là đẹp. Cảm ơn 399 người đang xem nhá. Tàu ớt. Đây là con tàu ớt. Con này hôm qua là sao? 29Z87132. Chưa qua không à? 29Z87132. Tàu. Tàu ớt chữ T. Không ở trên này đấy. Con Viva vẫn còn nhá, con Viva này anh em rất là đẹp nhá, con Viva này mình đẹp lắm. Mình nhập con này rất là rẻ, mua có 7 triệu rồi, cộng 1 triệu 7 nhá. 8 triệu 7 con Viva này, hàng hiếm đấy nhá, anh em lấy đi. Con này mình bán 5 mình bán 7 triệu à. Mình bán 5 triệu rưỡi nhá. Con này mua bán ra có 5 triệu rưỡi con tàu ớt này. Quá hợp lý. Ở trong này. Trong này là một em Mua 29K142349. 29K142349. 13.500 nhá, 2017. Đó, ôi 100. Novo 30N này, con này là 4 triệu rưỡi này. Vâng. Galaxico 29P115782. Con này tên là Galaxico Mio,
Mio. Đây đây đây, thôi đừng con đừng sờ vào, lại sờ lại nhảy như vậy rồi. P1 15782. Đâu? Đây này. À, trên này ok. 9,5 triệu nhá, mã đời 2012, con này sẽ dành cho học sinh sinh viên. Cháu đi học hành. Cảm ơn 396 người vẫn đang xem nhá. Mình xin phép mình về bên kia, mấy con xe kia nó chỉ mấy triệu thôi, con xe có 6 triệu vé 3 đấy. Nó ra trong khe đấy. Mời mọi người về về văn phòng. Con này con tắt được bốn cái tổng rồi nghe. Tắt a tổng được không? Đây con 88 này, đây đầu line mình mua này. 88 đầu line là mua là 715 này. Cộng 3 triệu này. Đây con này là mua là tao. Tắt đó. Tao bỏ anh em ta tắt đi. Tắt a tổng ấy. Anh em vẫn phải chờ đúng không? Anh em đã lấy xe nào chưa? Em đang làm con này. À lấy con biển số 6 à, chắc trên trên line đúng không? Trên line. Em à rồi rồi ok, anh cảm ơn nhá. Em tên gì nhỉ? Anh Dũng ạ. Dũng ở đâu ấy? Dũng ạ. Thanh Xuân. Em chờ nhá. Anh bật tắt rồi đấy. Không, bây giờ muốn để đến này. Cũng lấy mấy xe đúng không? Em lấy con Vin mới, Vin 2 mới. Đang điểm về. Không sao. Bán luôn nhỉ. cũng cứ giải quyết cho nhanh anh em giao lưu nhá. Anh cảm ơn nhá. Anh xong ở nhà. Chắc em là chờ để anh em hoàn thiện nốt. Ok anh cảm ơn. Cảm ơn ạ. Kệ vào lát cũng sao, lát là sáng mặt sao. Không sao cả con ạ. Chuyện đơn giản. Anh em vào nhà ăn cơm đi. Vào nhà ăn cơm. Tít 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 tít. Mời mọi người sang đây nhá. Ok trời. Cái này không lâu ở đâu nhá. Cái này anh chỉ có dán một miếng đen vào thôi. Hoặc anh cho xúc không được đâu, con này không thay. Anh đặt đi đây. Không làm đâu. Đến lúc nào mà trong anh xịt vào lại bong lớp mạ đấy. Dán một cái đen vào anh nhá. Vâng. Chụp ảnh chưa anh em, chụp ảnh chưa? Sau chưa? Cảm ơn anh nhá. Rồi. Anh em đến lấy chiếc xe Liberty. Anh về nhá. Đấy. Đây con này, ai con U9 này đang chuyển à? Chuyển à? Ok. Đấy con này anh chuyển hết rồi. Không. Đấy con này đuôi 53 là 84 triệu này, 86 triệu này. Con này 125, con này bao tiền này? Đôi 49 này. 29L1 05349. 053 50349. 50349. Mở ra mở cửa ra đi. Không biết con lò này là bao tiền này, bố con chưa zoom ra được. Ui vào đây mát thế. Đấy anh em ạ, vẫn phải tìm lần mò này. 29L1. Rồi bao nhiêu rồi? 49 triệu con này đấy. Đấy, những con xe SH này. Anh em có nhu cầu liên hệ nhá. Cảm ơn 430 người vẫn đang xem. 81 triệu lại là anh em lại lên mất 82 triệu. Mua lại 82 triệu. Đấy. Mọi người rất là căng thẳng. Rồi. Chào cả nhà. Chào cả nhà Nhung. Nhưng này nhắn tin cho các anh chưa? Em thằng nhắn cho các anh đây. Đang nhắn. Anh là chốt cho em không? Nhung rất là nhiệt tình. Đây, đồng Nhung nào. Đã chốt được con nào cho các anh chưa? Được một xe à? Win á? Cháu sao anh chưa đi dán? Con biển 28 này xe Future vẫn còn đấy nhá, chưa bán nhá. Con biển 2228 này mình bán 23,5 triệu này vẫn còn nhá. Hôm qua là một anh cọc con 28 này, anh thấy con 2229 là anh hay hơn này. Lại lấy con 29 anh bỏ cọc con này. Đấy ai thích thì lấy nhá. Đấy bên trong này một số xe chắc anh em có kiểm tra lại like. Con này vẫn bán là 40 triệu nhá. Không thay đổi, mình vẫn chuẩn luôn. Trong này vẫn còn rất nhiều xe.